Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Già Thiên của tác giả Thần Đông. Tập 114. Già Thiên, chương 1131, bất khuất. Thế nhân rung động, không ai không nói tới. Người này rốt cục là thần thánh phương nào? Một mình lại có thể đấu lại ba vị có huyết mạch của cổ hoàng. Hắn phá vỡ vạn pháp, có đạo thân trợ giúp, tạm thời ngăn cản ba vị cổ hoàng tử đi tới. Một lúc này hắn nhất định sẽ ngã xuống. Một số cường giả của cổ tộc đi tới, đứng xa xa xem cuộc chiến. Nói thì nói thế nhưng làm vậy cũng rất kinh người rồi. Tối thiểu hắn phải đạt tới cấp bậc cổ hoàng tử. Nhưng hắn lại là một nhân tộc mà. Chẳng lẽ hắn là con cháu của đại đế? Diệp Phàm đại chiến ba vị cổ hoàng tử khiến mọi người khiếp sợ. Phàm là những người tới nơi này đều ngẩn hết ra, tất cả cứng họng. Cút ngay. Hỏa kỳ tử gầm lên, rốt cục vận dụng lực lượng mà thế nhân khó có thể tưởng tượng được. Ánh sáng màu lam sôi trào như biển. Tiên phương dương cánh chấn động chín tầng trời. Thân ảnh của Hoàng Hư Đạo càng ngày càng mơ hồ nhưng ra tay lại vô cùng sắc bén, đánh về phía Diệp Phàm bên trong kia. Ánh mắt của Diệp Phàm hừng hực bốc lên, chân thân và đạo thân cũng hành động. Từng luồng sáng xuất hiện, bao phủ cả Hoàng Hư Đạo, Hỏa Kỳ Tử và Hỏa Lân Nhi. Ầm, trên chém 9 tầng trời, dưới chém 10 tầng đất. Diệp Phàm giống như xé mở được 9 tầng trời 10 tầng đất, sáng lập ra một thế giới tràn ngập khí hỗn độn. Từng viên cổ tinh xuất hiện, thong thả chuyển động, phát ra uy lực vô địch thế hệ này. Hắn vung một viên đại tinh, giống như tiên vương giáng trần, phát ra lực lượng ma thế, chân thân vào đạo thân vây khốn ba người kia trong biển sao. Chuyện này, càng ngày càng có nhiều người tới. Bất kể là cổ tộc hay cường giả nhân loại cũng sợ hãi không thôi. Thật sự là một người độc chiến ba vị đại cổ hoàng tử. Diệp Phàm ra tay ầm ầm, lần lượt mấy viên sinh mệnh cổ tinh chuyển động, lực lượng dao động vô cùng. Mỗi một cổ tinh đều có thể hóa thành một thanh đạo kiếm lớn vô cùng, một đỉnh, một đại trung, vô cùng vô tận. Keng, một cổ tinh hóa thành đạo kiếm chém xuống. Vút, một viên cổ tinh khác phát ra tiếng chuông đồng, từ từ bay qua vòm trời, quét ngang ba vị cổ hoàng tử. Đây là một trận đại chiến khiến người ta hoa mắt, thần trí kích động tới run rẩy. Thánh hoàng tử quyết đấu sinh tử với thiên hoàng tử, đánh giết tới gay cấn. Một mình Diệp Phàm tạm thời ngăn cản ba vị cổ hoàng tử khiến người ta như nằm mơ vậy. Biển sao bao la hùng vĩ, mỗi một viên cổ tinh chuyển động đều tràn ngập ấn ký sinh mệnh. Mỗi một viên đều hợp với một tinh vực rơi xuống. Một tiếng chuông vang vọng ngân nga khắp càn khôn. Trong cả tinh vực này có một viên đại tinh hóa thành khuếch tán ra đạo âm, tràn quét khắp bát hoàng lục hợp. Từng luồng sóng gợn rõ ràng chấn ra, những tinh vực cô quạnh nó đi qua núi lở biển cạn, vạn vật tan biến. Nhưng Hoàng Hư Đạo và Hỏa Kỳ Tử cũng không phải đám người bình thường, đạo hạnh tinh thâm, pháp lực ngập trời, mỗi người đều là thiên tài trong thế hệ này. Những năm nay bọn họ đều tự cho là đệ nhất nhân, chỉ vì thành tiên lộ nên mới bị cuốn tới nơi này, xuất hiện cùng lúc, bằng không cũng không thể gặp nhau được. Nhân vật bậc này nếu xuất hiện một người cũng đã được coi là nghịch thiên rồi. Hoàng Hư Đạo tuy rằng thân thể mơ hồ, thủy chung lại thể hiện rõ ràng dấu vết của đạo, cường đại tới mức khiến lòng người kính sợ. Khí thế này như nuốt núi sông, đánh ra một quyền khiến cổ tinh hóa thành chuông lớn lập tức ngừng dao động, sóng gợn cũng bị cố định lại. Một tiếng phượng hót truyền qua biển sao, còn vang vọng hơn tiếng chuông vừa rồi. Hoàng Hư Đạo vung tay đánh tới, giống như một cơn lốc ngập trời thổi qua biển sao. Chuông thánh nứt ra, phát ra tiếng vỡ nát chói tai, nổ tung trên hư không. Cùng lúc đó tiếng phượng hót cũng không ngừng lại, tấn công vào biển sao. Một viên đại tinh cổ xưa nổ tung. Tinh vực mà Diệp Phàm thể hiện ra ngay lập tức ảm đạm một vùng. Rầm, Diệp Phàm mạnh mẽ đối kháng với Hoàng Hư Đạo. Thân thể hai người chấn động mãnh liệt, sau đó đều tự bay ngược lại, ánh sáng cũng ảm đạm đi không ít. A, Hỏa Kỳ Tử thét dài, mái tóc lam rối tung. Tuy dáng vẻ hắn rong ròng nhưng lúc này lại giống như một con man long thượng cổ, khí huyết áp bách 9 tầng trời 10 tầng đất, huy động đại đạo trấn áp tới. Diệp Phàm còn một đạo thân khác, ánh mắt sắc bén như đao. Hắn cũng dũng cảm tiến tới, đón đánh đối phương, quyền chỉ thể hiện ra chân nghĩa của lục đạo. Bụt. Hai người va chạm, thân thể tranh phong, đại đạo giằng co, so đấu tiên thiên, quyết chiến trên các phương diện, chiến đấu vô cùng kịch liệt, hóa thành hai luồng sáng, va chạm một chỗ với đạo ngân. Vút. Hai thân ảnh tách ra, rất nhiều cổ tinh vỡ nát,
tinh vực ảm đạm, mà mặt đất chân thật lại rách nát vô cùng. Chiến trường lan tới 800 dặm, núi non đều sụp đổ, đều bị đánh thành đất bằng, không còn tồn tại được nữa. Ầm, Thánh Hoàng Tử sống mái với Thiên Hoàng Tử. Hai người chiến đấu quyết liệt, thiết côn quét ngang bát hoang, đập nát vạn vật. Thiên đao bất tử chém phá 9 tầng trời, ánh sáng tỏa ra vạn đạo, liên tục đối kháng. Phụt, Thánh Hoàng Tử ho ra máu, lông vàng toàn thân dựng đứng lên, giống như một chiến thần màu vàng rực rỡ, chiến ý sôi trào. Toàn thân hắn đều là thánh quang, dũng mãnh trùm thiên hạ, nhưng trong trận đại chiến này cũng vẫn bị thương. Thiên Hoàng Tử cũng tốt hơn chút nào, khuôn mặt tuấn mỹ đỏ bừng, khóe miệng tràn ra từng tia máu tươi. Đại côn của hầu tử nặng tới vạn cân, khiến hắn cũng cảm thấy phải cố hết sức. Phụ thân hai người đều là những truyền kỳ một thời, một người được vạn tộc tôn sùng, sống ở thời kỳ đầu của Thái Cổ, một người lại thống trị Thái Cổ, mất đi vào những năm cuối, có thể sánh vai với nhau. Thánh Hoàng Tử và Thiên Hoàng Tử chiến đấu lại càng hấp dẫn, ánh mắt của người khác. Thánh Hoàng Tử đại chiến Thiên Hoàng Tử. Đây là trận chiến nối tiếp của đấu chiến Thánh Hoàng và Thiên Hoàng Cổ, đúng là khiến người ta kích động mà. Rất nhiều người của cổ tộc kích động tới run rẩy, nắm chặt bàn tay, khẩn trương quan sát. Tu sĩ nhân tộc kia cũng quá cường đại rồi, muốn tạm thời một mình ngăn cản ba vị cổ hoàng tử sao? Tuy rằng dù sau này có ngã xuống cũng khiến người ta cảm thấy quá mức không thực. Quả là tài ba trác tuyệt, ngay cả những cường gia của cổ tộc đều phải biến sắc. Trên các đỉnh núi bốn phương tám hướng, tu sĩ đứng dày đặc không có điểm cuối, đều ở xa xa xem cuộc chiến, tất nhiên cũng không thiếu một số danh môn của nhân tộc. Nhiều người thì tất nhiều có tranh cãi bởi quan điểm của mỗi người bất đồng, hiểu biết cũng không đồng nhất. Đây là một thảm kịch rồi. Cuối cùng là dạng người nào mà lại chọc giận Thiên Hoàng Tử, làm cho rất nhiều đại giáo bị giết hại, khiến phàm nhân vô tội của Yên Đô cũng bị chết thảm, đúng là tội nhân. Ta nói này Lý Đạo Trưởng, ngươi quá đáng rồi đó. Nhiều năm qua Thiên Hoàng Tử tiến vào Đông Hoang, giết nhân tộc còn ít sao, diệt đạo thống còn ít sao. Ai nấy cũng đều cảm thấy bất an, không dám chống lại. Kẻ lòng lang dạ thú này có ai mà không biết. Hôm nay thật vất vả mới có một người dám chống lại, ngược lại lại thành tội nhân là sao? Có người hừ lạnh nói, thế thì hắn cũng không nên làm liên lụy tới người vô tội chứ. Lý Đạo Trưởng lớn tiếng nói, chiến trường không phải là đồng thoại, làm gì có chuyện đùa, có khi nào không chết người, từ xưa tới nay vẫn tàn khốc như vậy. Thế nào là làm liên lụy tới người vô tội? Thiên Hoàng Tử vẫn coi nhân tộc như kiến hôi, nhiều năm qua đánh giết cao thủ nhân tộc còn ít à? Là ai làm liên lụy tới ai? Lại còn muốn đổ cho bọn họ sao? Có người đứng lên phản kháng, Thiên Hoàng Tử phát rồ giết hại phàm nhân. Vô tội cho hả giận lại trách người phản kháng sao? Nếu thế thì tất cả nhân tộc đều im miệng nhẫn nhục làm nô lệ cho xong. Thế thì hắn nên đường đường chính chính đánh một trận với Thiên Hoàng Tử, đừng nên bày mưu tính kế. Làm như vậy mới thể hiện sự quang minh lỗi lạc, chứ giờ lại khiến chúng ta đều bị liên lụy như vậy à? Lý Đạo Trưởng cao giọng nói. Đường đường chính chính, quang minh lỗi lạc, buồn cười. Thiên Hoàng Tử cùng mấy vị cổ hoàng dắt nhau tới, có ý định độc chiến sao? Còn mấy vị bán thánh sâu không thể lường tương trợ, cường giả nhân tộc cầm trường thương ẩm kim kia lại đi ra quyết chiến thì chẳng phải là chờ chết à? Không ai có khả năng chống lại nhiều cổ hoàng tử như vậy. Đó là Thiên Hoàng Tử nao núng không dám độc chiến, ngược lại càng khiến hắn vinh quang hơn. Rốt cục cũng có một cường giả dám khiêu chiến Thiên Hoàng Tử, ngược lại giờ bị người nói thành tiểu nhân. Đúng là đạo lý nghịch thiên thật. Nhưng hắn vẫn thất bại đó thôi, ở chân hiền thành vẫn khiến Thiên Hoàng Tử phá vây chạy thoát, chẳng có hiệu quả gì, cuối cùng vẫn không được rồi. Bên cạnh có người khác nói, chiến trường đâu phải chuyện dễ dàng. Ai có thể một đường tiến tới, chiến thắng mãi được. Có gan đứng ra phản kháng mà lại nói là không được gì à? Nhiều năm qua như vậy, Thiên Hoàng Tử tung hoành thiên hạ, giết cường giả nhân tộc nhiều như vậy thì chư vị ở đâu hả? Còn không phải là im lặng hết sao? Ánh mắt của bần đạo chỉ nhìn kết quả. Hắn không tạo được kết quả gì thì rõ ràng là không được, có thể sẽ làm liên lụy tới chúng ta. Lý Đạo Trưởng lại lên tiếng một lần nữa. Đạo trưởng ngay cả chuyện trắng đen còn không nhìn rõ sao? Làm sao có thể nói là trận chiến này không có hiệu quả? Nếu không có những người này khiến Thiên Hoàng Tử nổi giận mà tiến vào trong sát cục thì hậu quả khẳng định là chúng ta không chịu nổi rồi. Rất nhiều người im lặng. Lời này không sai. Thiên Hoàng Tử mang theo trận kỳ khủng bố mà tới, tất cả đều tiêu hao trong trận chiến này.
Nếu những người này giống như Lý Đạo Trưởng nói, quang minh mà giao chiến thì chỉ sợ đều đã bị bắt kết, trở thành một đám tro tàn, chết uổng dưới trận kỳ rồi, chẳng có chút ý nghĩa gì hết. Nếu đã biết tính tình của Thiên Hoàng Tử thì tất nhiên phải có mưu kế. Không ít người gật đầu. Thiên Hoàng Tử chưa bao giờ có ý định độc chiến, mời nhiều người giúp đỡ đáng sợ như vậy, âm mưu đánh hội đồng. Mấy người này còn muốn quang minh lỗi lạc thì không phải là đầu đất à? Nếu không phá giải trận kỳ trước ở bên ngoài chân hiền thành thì trong khi giao chiến, Thiên Hoàng Tử đột nhiên phát động. Cả nhóm người sẽ lâm vào thế bị động, khẳng định có một số người chết thảm, thân lâm tuyệt địa. Bần đạo chỉ nhìn kết quả. Kết quả còn không phải là giờ vẫn đang chiến đấu sao? Cao thủ của cổ tộc mạnh hơn nhân tộc, tổ vương rất nhiều. Lý Đạo Trưởng xem ra không muốn chiến đấu, trở lại làm nô ê à. Tất cả mọi người im miệng đi thì hơn. Làm tan rã trận kỳ của Thiên Hoàng Tử, từng bước chiến đấu đều không có ý nghĩa. Thế thì xem ra đạo trưởng muốn nhân tộc không cần chiến đấu, nhẫn nhục chịu đựng, thần phục các tộc rồi. Lý Đạo Trưởng lại lên tiếng, dù vậy thì sau này đám cổ hoàng phá trận, một đường tiến về phía nam, giết chóc vô số thì làm sao ngăn cản. Rất nhiều người lắc đầu không nói. Đây là chuyện rõ ràng. Thiên Hoàng Tử nâng tay mở vực môn, một đường nam tiến, ai cũng không thể xác định bọn họ ở nơi nào. Nhóm người này có thể chặn được Thiên Hoàng Tử nhanh như vậy đã có thể xem là kỳ tích rồi. Nếu không có cao thủ tinh thông truyền tống trận, tra xét thông qua dấu vết thì cũng không thể tìm tới đây. Đều là lý do Lý Chấu mà thôi. Nhóm người này đứng trên đạo nghĩa chinh phạt Thiên Hoàng Tử sao? Dối trá. Lý Đạo Trưởng lên tiếng. Mọi người lắc đầu, đều cảm thấy khó nói rõ nổi, khó có thể nói rõ ràng như vậy. Đám người này từ đầu tới cuối cũng không lấy cớ gì, chỉ từng bước tiến hành mà thôi. Đại chiến càng ngày càng kịch liệt mà mọi người nghị luận cũng càng nhiều, đối chọi gay gắt, không phân thắng bại, quan điểm bất đồng. Diệp Phàm, Thánh Hoàng Tử, Hoàng Hư Đạo tuy rằng đang đại chiến nhưng cũng có thể nghe được, bởi vì bọn họ đều có thần thông thiên nhĩ. Thiên Hoàng Tử cười ha hả, sau đó nhìn đám người Diệp Phàm đầy ác nghiệt, khóe miệng lộ vẻ chế nhạo. Lời hắn nói vừa rồi đã thành hiện thực. Phàm nhân chết nhiều như vậy, Diệp Phàm cũng có đau xót. Đối mặt với sự khiêu khích của Thiên Hoàng Tử, hắn vẫn chấn định như không. Bởi vì đó là chuyện vốn đã được dự đoán từ trước. Bọn họ trước đây chọc giận Thiên Hoàng Tử thì hiệu quả rất rõ rệt, dẫn chúng vào trong sát cục bày sẵn. Hắc Hoàng bố trí 4 tầng sát trận của Đại Đế, thiên hạ ai có thể chống lại chứ? Lần này không thể giết Thiên Hoàng Tử thì không phải là thế cục không tốt mà là bản thân một mạch của Thiên Hoàng Tử quá cường đại, thất bại chỉ trong gang tấc mà thôi. Đánh tới lúc này thì dưới thánh nhân nhất định phải chết. Cũng may là bọn họ còn có trận pháp to lớn của Hắc Hoàng chống cự. Bằng không thì Thiên Hoàng Tử lần này có thể một lưới bắt hết bọn họ. Nhiều trận kỳ đáng sợ như vậy xuất hiện, núi sông đều ảm đạm, nhật nguyệt không thể phát sáng, ai nấy đều phải chết. Ha ha! Thiên Hoàng Tử cười to ác nghiệt, nhìn quét qua đám Diệp Phàm, dùng thần thức âm thầm truyền âm nói, ta thực sự không muốn giết các người. Lần sau ta sẽ diệt sạch 10 tòa thành trì của phàm nhân, không cần ta đánh thì nhân tộc cũng sẽ tru phạt các ngươi, coi các ngươi là tội nhân muôn đời. Ha ha! Đại chiến nổ ra kinh thế, mọi người ở xa xa cũng đang tranh luận. Những người này vô cớ chọc tới Thiên Hoàng Tử, kết quả dẫn phát sự tức giận của đối phương, hơn phân nửa là liên lụy tới chúng ta, thật sự là phiền phức mà. Cổ tộc thế mạnh như vậy, những người này chống lại sao được, còn muốn đánh chết Thiên Hoàng Tử, không hiểu là khiến chúng ta lâm vào tình thế nguy hiểm thế nào à? Các ngươi thật đúng là được chăng hay chớ? Thiên Hoàng Tử muốn diệt đạo thống của nhân tộc ta, chưa bao giờ thay đổi. Nếu để hắn thành thánh thì tai hại không thể lường được. Các ngươi còn có cốt khí không? Lần này mượn tay Thánh Hoàng Tử ra tay, Hoàng Tử giết Hoàng Tử có thể là cơ hội duy nhất đó. Nếu không phải tại những người này thì Thiên Hoàng Tử làm sao tứ giận, tạo thành phản tác dụng như vậy chứ? Lão Phu cho rằng bọn họ nên âm thầm ra tay, bay mưu nghĩ kế, quyết thắng ngoài ngàn dặm mới thể hiện sự anh hùng. Quyết thắng? Chuyện này, các ngươi chẳng lẽ thích ứng với chuyện cổ tộc cao cao tại thượng rồi sao? Có người phản kháng ngược lại lại coi không ra gì, thật sự là vô dụng hết rồi sao? Thiên Hoàng Tử nghe rõ ràng mọi chuyện, sau đó không kìm được mà cười to, ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo. Trong lòng Diệp Phàm bình tĩnh, nhìn thấy cũng không nói gì. Ở một bờ tinh không khác những chuyện này còn ít sao. Gặp chuyện cướp bóc thì mọi người tránh còn không kịp, chẳng dại gì ra mặt để người ta đánh, thờ ơ vây quanh, thậm chí là giễu cợt.
trong thời kỳ chiến tranh lại khiến lòng người giá lạnh, cả một đám quần chúng lạnh lùng im lặng. Đại chiến lúc này càng khủng bố hơn. Trời cao cũng nghe lời ta, mặt đất cũng tôn ý chí của ta, thánh hoàng tử ngươi mà cũng dám đấu với ta sao? Thiên hoàng tử giống to, khí thế không ngừng tăng cao, mái tóc tung bay hỗn độn, đồng tử tỏa sáng khiếp người. Ầm, tay phải hắn cầm thiên đao, tay trái vung lên hướng về phía hư không. Vũ trụ mênh mông lập tức nổi phong lôi mãnh liệt. Thần phong rít gào giận dữ, khí hỗn độn tăng vọt. Giờ khắc này áp lực buông xuống cả vùng, khiến người ta hít thở không thông. Tất cả mọi người đều hoảng sợ. Có thể thấy rõ cả một vùng thiên thạch rơi xuống từ trên bầu trời. Mỗi một viên đều lớn vô cùng, tỏa sáng đẹp mắt, từ bên ngoài bầu trời giáng xuống, kéo theo khí tức diệt thế. Thiên thạch vực ngoại bay thành một vùng, uy thế khiến chúng sinh đều khiếp sợ. Thủ đoạn của thiên hoàng tử nghịch thiên, lời nói là pháp tức, quả thực muốn diệt thế. Tất cả thiên thạch đều nhằm về phía thánh hoàng tử, toàn bộ thế giới đều rung chuyển. Mở cho ta. Thánh hoàng tử giống như sắp sửa hợp đạo, đánh ra một vùng quỹ tích đại đạo, hóa giải đòn này, muốn một lần nữa tiếp dẫn thiên thạch ra ngoài vực ngoại nhưng thất bại. Hắn bất đắc dĩ vung thiết côn màu đen đánh nát cửu thiên, tiến lên nghênh chiến. Vút. Trước mặt một thiên thạch thật lớn, thân thể hầu tử còn nhỏ hơn một hạt bụi nhưng hắn vung một côn tới vậy khiến cả một viên thiên thạch tan thành cho bụi. Nhưng thiên thạch quá dày đặc, tất cả đều tỏa ra ánh sáng đại đạo, uy lực ngập trời, thế gian kinh hãi. Thánh hoàng tử đứng chắn phía trước, hai tay chấn động, có lực lượng vạn cân như đối mặt với một vùng thiên thạch có thánh lực đại đạo công phạt như vậy cũng khó mà chịu nổi. Đây là mảnh nhỏ của tinh tú, mang theo thần uy của đại đạo, trên đời có mấy người kháng cự nổi. Cũng chỉ có thân thể như thánh hoàng tử mới có thể chống lại. Vụt. Hầu tử phun một ngụm máu lớn, vẫn bị trọng thương, sau khi phá hủy một mảnh tinh tú cuối cùng thì thân thể hắn liền lảo đảo. Ông! Thiên địa run rẩy. Thánh hoàng tử há mồm phun một cái, bắn ra một đạo kim quang. Đây là tiên thiên hỗn nguyên khí. Hắn trợn to mắt, bộ lông hoàng kim dựng đứng lên. Ngươi cho rằng ra mặt cho đám người vô dụng này có ý nghĩa chắc? Thiên hoàng tử cười lạnh nói, thiên thạch không đánh bại được hầu tử khiến hắn cũng thầm y dè. Đối phương tuyệt đối không yếu hơn hắn. Tiên thiên hỗn nguyên khí của hầu tử vọt tới. Thiên hoàng tử không thể không đem tất cả khả năng ra chống đỡ nhưng vẫn liên tục rút lui, mỗi bước đều phun máu, nhuốm hồng cả thiên đao bất tử trong tay. Vèo, hai người bọn họ lại xông vào giao chiến, quyết đấu sinh tử. Phía bên kia chân thân và đạo thân của Diệp Phàm cùng đối địch cũng chiến đấu tới điên cuồng rồi, bằng vào toàn bộ thần năng chặn ba vị cổ hoàng lại, khiến bọn họ không thể chạy ra. Hắn cũng mạo hiểm tới cực hạn, đánh tới đại chiến sôi trào rồi. Xa xa người tụ lại xem càng nhiều, phần lớn đều tới từ đại danh môn của nhân tộc, cũng có rất nhiều nhân mã của cổ tộc vương. Tất cả đều quan sát trận chiến kinh tâm động phách này. Giống. Đại chiến hồi lâu, Hỏa Kỳ Tử lộ vẻ không kiên nhẫn, phát ra dấu hiệu điên cuồng, mái tóc lam bay toán loạn, thét dài một tiếng, khiến cả một vùng thiên địa sụp đổ. Hồng thủy như từ sông Ngân Hà trên 9 tầng trời giáng xuống. Đây là tiếng giống giận của Kỳ Lân, khiến núi sông sụp đổ, biển rộng cũng có thể khô cạn. Tổ vương Kỳ Lân thời Thái Cổ có thể giống tới ánh trăng vỡ nát. Hỏa Kỳ Tử thân là cổ hoàng, trong cơ thể có huyết mạch mạnh nhất, trảm đạo đã nhiều năm, bản thân rất cường đại, lúc này giống một tiếng tất nhiên khiến vòm trời thập phương nổ tung, không cản nổi sóng âm này. 10 vạn ngọn núi lớn có vạn thú rên rỉ, chim bay đều rơi xuống nằm úp trên mặt đất, thân thể run rẩy không ngừng, hướng về phía này sợ hãi vái lại. Mà Diệp Phàm đứng mũi chịu sào phải đối đầu với áp lực lớn tới mức nào thì nghĩ cũng có thể biết. Sóng gợn hóa thành một luồng sáng màu lam tràn ra, khiến chân thân và đạo thân của hắn đều đau đớn. Đấu! Diệp Phàm phát ra một tiếng đạo âm, dùng bí thuật kinh thế chống lại, lấy công làm thủ, dùng đấu chiến thánh pháp diễn biến âm úm thành một chữ đấu phát ra. Đây đúng là một trận chiến kinh diễm đông hoang. Sóng gợn khuếch tán ra có vẻ không kịch liệt như lực hủy diệt và lực sát thương lại lớn tới kinh người. Cả một vùng núi đều bị đánh nát. Vòm trời mênh mông lúc này biến thành hỗn độn, nổ tung toàn bộ, không còn lại gì nữa. Tất cả đều trở về nguyên điểm, lúc thiên địa mới bắt đầu. Thần phong gào rít giận dữ, ma quang băng hiện, sương mù hỗn độn tràn ngập. Vạn vật im ắng. Trong hư không vô ngân, chân thân và đạo thân của đang cùng tồn tại, khiến chư thần vạn linh tránh né, không ai có thể ngăn cản nổi. Một tiếng thét thanh thoát truyền tới, Hỏa Lân Nhi xuất hiện, cùng huynh trưởng vọt tới.
hai tiếng kỳ lân giống vang lên lại càng khủng bố. Vòm trời nổ tung từng tấc một, sáng lập lại hỗn độn. Cảnh tượng kinh người giống như khai thiên lập địa hiện ra. Chỉ trong khoảnh khắc, tiếng thần gào quỷ khóc vang lên. Cơn lốc cuốn khắp hư không, tiếng gầm hóa thành thiên hà, vô cùng sáng lạn. Các bạn đang nghe chuyện Già Thiên của tác giả Thần Đông tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Già Thiên, chương 1132, Kinh Diễm. Mọi người phía cuối chân trời đều sợ run. Đây là chiến lực tới mức nào chứ? Khó trách là có thể giết nổi bán thánh. Chỉ bằng thủ đoạn này là chẳng mấy người có thể tranh hùng rồi. Mọi người âm thầm cảm thấy may mắn vì khoảng cách đủ xa. Những gợn sóng này tuyệt đối có thể khiến bọn họ hình thần câu diệt. Chỉ cần bị lan tới thì ngay cả xương cốt cũng chẳng còn. Hai tay Diệp Phàm vung lên, diễn biến ra tinh vực chư thiên, miệng quát lớn, đối phó với tiếng giống của kỳ lân. Mà trước người hắn hiện lên một viên sinh mệnh cổ tinh, nhật nguyệt chuyển động. Đại tinh sống lại, cố định được càn khôn. Xa xa, Hoàng Hư Đạo nhíu mày nhưng cũng không ra tay, đợi xem kết quả. Thân thể mơ hồ càng ngày càng không thể lường nổi. Ầm. Một kích cuối cùng, Hỏa Lân Nhi, Hỏa Kỳ Tử rút lui, Diệp Phàm và đạo thân lay động một trận. Đôi huynh kỳ lân này quả nhiên là cường đại, khiến hắn phải cảm thán. Cuối cùng là ai vậy? Vị tu sĩ nhân tộc này cường đại thái quá, chống đỡ lâu như vậy mà không thua. Hắn có thể kiên trì được bao lâu đây? Rất nhiều cường giả cổ tộc chấn động không thôi. Hoàng Hư Đạo vung tay, giống như tiên phượng đánh tới 9 tầng trời. Lực công kích của hắn có thể xưng là tuyệt thế, cánh tay phải đánh tan cả vùng hỗn độn. Thần quang của Phượng Hoàng tỏa ra bao phủ lấy Diệp Phàm. Rầm. Diệp Phàm kịch chiến với hắn, lần đầu tiên lộ ra thần sắc ngưng trọng. Mỗi một đòn đánh ra đều khiến hắn cảm thấy lực lượng mạnh mẽ mênh mông. Hoàng Hư Đạo bất kể là thân thể hay đạo ngân đều rất hiếm có trên đời, khiến Diệp Phàm cảm thấy nguy hiểm. Nhiều năm như vậy ai có thể tranh hùng với thánh thể nhân tộc chứ? Ngày nay Hoàng Hư Đạo làm được, đứng trên thiên hạ giống như một con tiên phượng bay múa vậy. Cường giả đi ra từ Huyết Hoàng Sơn, song trưởng chấn động có lực lượng vạn cân, đánh tan cả thiên địa, vạn vật trên thế gian đều có thể bị phá hủy, nhân gian không mấy người đỡ nổi. Hỏa Kỳ Tử thét dài, lại một lần nữa xông tới, chiến ý càng đậm, lực sát thương cũng tăng vọt, hiển nhiên đã nổi nóng thực sự. Diệp Phàm chưa bao giờ từng khinh thường cổ hoàng tử, mà hiện giờ cũng vậy. Quyết đấu chân chính, cổ hoàng còn mạnh mẽ hơn cả tưởng tượng của hắn, hơn xa nguyên cổ là cháu 8 đời của cổ hoàng. Đây không chỉ là con chân chính của nhân vật cấp đế mà còn là người nổi bật trong đó. Thái cổ hoàng không có khả năng chỉ có một người con. Có thể lựa chọn để sống tới bây giờ thì tuyệt đối hắn sẽ lựa chọn phương án tối ưu. Nếu không chém ngược lại đại đạo thì hôm nay lành dữ khó biết rồi. Một mình hắn ngăn 3 vị con cổ hoàng, có thể nói đã là một loại kỳ tích rồi, khiến những người quan sát phải trố mắt nhìn chân chối. Thế gian chưa bao giờ thiếu kỳ tài ngút trời nhưng cơ duyên của mỗi người đều bất đồng, cai cũng không thể là luôn luôn may mắn, ai cũng không dám nói là vô địch trên đời. Năm đó Diệp Phàm khởi đầu chậm, phấn khởi tiến lên, cuối cùng siêu thoát nhưng nếu muốn coi cổ hoàng tử như con sâu cái kiến thì đúng là quá khờ dại rồi. Những người này có kẻ nào là người phàm tục đâu. Huyết mạch của thiên hoàng tử cũng không cần phải nói tới. Hắn vừa sinh ra đã được tạo hóa ban cho nguyên nhã. Đây là tiên chân nghịch thiên, có thể cường hóa thân thể không biết bao nhiêu lần, ngay cả nguyên thiên tổ sư mấy đời trước Diệp Phàm cũng chưa bao giờ có được. Mà quá trình thiên hoàng tử trưởng thành lại có thần trà thụ làm bạn, mỗi ngày đều uống tiên trà ngộ đạo, cầm ngộ đạo cổ thụ tâm trong tay tu luyện, khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Cứ cuối tháng thiên hoàng tử đều quyết đấu với thiếu niên thời đại bất tử thiên hoàng. Loại phương thức tu luyện này người thường không thể với tới, so với việc Diệp Phàm chỉ một lần duy nhất đối chiến với năm đại đế thiếu niên thì còn sâu hơn nhiều. Mà những điều này đều là do người ngoài do thám mới biết. Còn về phần bất tử thiên hoàng có để lại cho hắn những gì thì chẳng ai biết được. Tất cả đều chỉ là một góc băng sơn mà thôi. Từ thiên hoàng tử cũng không khó phỏng đoán ra mấy người Hỏa Kỳ Tử, Hỏa Hoàng Đạo, tất nhiên cũng có cơ duyên cực lớn, khởi điểm rất cao, gặp may mắn vô cùng. Mỗi người đều là nhân vật ngạo thị muôn đời. Khúc mắc lớn nhất của hoàng giả thời Thái Cổ là mở ra thành tiên lộ, từ đó bước vào một vùng thiên địa khác. Đáng tiếc là bọn họ không thấy được hy vọng, chỉ có thể đặt hết tâm huyết lên con cái mình. Đây là hy vọng kéo dài của bọn họ.
Từ một ý nghĩa nào đó mà nói thì mấy người này được đặt kỳ vọng rất cao. Thái Cổ Hoàng dùng toàn bộ lực lượng bồi dưỡng, thay mắt bọn họ trở thành tiên nhân, cuối cùng phải hơn hẳn Cổ Hoàng. Chẳng qua cuối cùng có vượt qua Cổ Hoàng được hay không thì còn khó nói. Tuy nhiên trước mắt bọn họ, tuyệt đối là những người mạnh nhất. Diệp Phàm giật mình. Lại càng có nhiều cường giả cổ tộc, bao gồm cả Hỏa Hoàng Đạo và Hỏa Lân Nhi cũng chấn động. Kẻ địch này có phong thái như vậy, tuyệt đối là nhân vật cấp bậc con của Đại Đế. Bằng không thì làm sao dám lấy một chọi ba như vậy. Đại Đế cố cũng chưa chắc có thể làm được. Bởi vì Hỏa Hoàng Đạo, Hỏa Kỳ Tử vốn có thiên phú, cộng thêm các bậc cha chú dồn mọi tâm huyết bồi dưỡng. Chỉ riêng thành tựu mà nói thì trong thời kỳ này tuyệt đối không yếu hơn một vị Đại Đế thiếu niên. Lấy một địch ba, đến bây giờ còn chưa bại. Hắn có thể kiên trì được bao lâu? Đây là một thần thoại sao? Đây là phong thái con của Đại Đế đó, kinh diễm hậu thế, bằng không ai có thể làm được. Hắn tuyệt đối có thể đứng ngang hàng với Cổ Hoàng Tử. Con nối dõi của Đại Đế cổ xuất thế rồi, mọi người cổ tộc đều lộ vẻ sợ hãi. Cuộc chiến này không khỏi khiến mọi người kinh hãi, hoa mắt chóng mặt, giống như tiên châu bắn ra tươi đẹp, trong nháy mắt lóe sáng đủ để chiếu rọi non sông, khiến người ta ghi khắc trong lòng, chấn động mãnh liệt. Chiến huyết nhiều nhân tộc bùng lên mênh mông, dường như trở lại thời đại có Đại Đế cổ sinh ra, đế vương quật khởi, chiếu rọi mười phương, bình định khắp nơi, trấn áp hậu thế, chín tầng trời mười tầng đất đều trong sáng, không còn ai dám khinh thường nhân tộc nữa. Người này không thể lưu lại, mấy vị cường giả cổ tộc nói nhỏ. Trong phút chốc một số tu sĩ nhân tộc cũng lạnh toát toàn thân. Nhóm người theo Lý Đạo Trưởng lại bắt đầu tranh luận, lo lắng chọc tới cổ tộc sẽ xuất hiện đại họa. Muốn giết ta thì các ngươi cứ thử cố hết sức xem. Diệp Phàm thét dài một tiếng, đồng tử bắn ra hai luồng sáng hừng hực như thiên kiếm, phát ra tiếng reo vang, dù ở rất xa cũng bức bách mấy tên cổ tộc phải lùi lại, sắc mặt trắng bệch như tuyết. Ầm, khí thế Diệp Phàm tăng vọt, chiến lực bốc lên, chấn cả ba vị cổ hoàng tử lui lại mấy bước, không ngờ lại đánh về phía Thiên Hoàng Tử. Ngươi, con ngươi Hỏa Kỳ Tử lộ vẻ lạnh lùng vô tình, đạo hạnh và pháp lực tăng lên gấp mấy lần mà vẫn chưa dừng lại, ngăn cản đối phương lại. Nhưng Thiên Hoàng Tử phía xa xa cũng cả kinh. Trong lòng hắn cũng thầm tính toán, sợ Diệp Phàm hy sinh một khối đạo thân liều chết xông tới giúp Thánh Hoàng Tử giết hắn. Đạo tâm của Thiên Hoàng Tử lập tức có lỗ hổng. Hắn mời được đám người Hỏa Lân Nhi đã phải trả cái giá khiến cả những người có huyết mạch cổ hoàng cũng phải động tâm. Nhưng nhóm người này có liều mạng vì hắn hay không thì rất khó nói được. Ầm. Đạo tâm của Thánh Hoàng Tử vững như bàn thạch, ánh mắt lạnh lùng, giơ tay nhấc chân cũng đều linh hoạt. Ánh sáng sát phạt bao phủ Bát Hoang Lục Hợp, hiếm có sức mạnh nào sánh bằng, đánh cho Thiên Hoàng Tử phun một ngụm máu lớn rồi rút lui. A! Thiên Hoàng Tử thét dài một tiếng, dung mạo tuyệt mỹ tràn ngập vẻ kinh hãi và giận dữ. Hắn vẫn luôn tự phụ huyết mạch là đệ nhất, thân là con nối dõi Bất Tử Thiên Hoàng được vạn tộc tôn sùng, không thể dễ dàng để kẻ khác đánh bị thương. Mặc dù Thánh Hoàng Tử cũng đã trọng thương, thỉnh thoảng ho ra máu nhưng Thiên Hoàng Tử cũng khó có thể thừa nhận. Chỉ có hắn được đả thương người khác, không ai có thể đả thương hắn mới đúng. Thánh Hoàng Tử, ngươi dựa vào đâu mà đấu với ta? Phụ thân ta cho ta thể chất đệ nhất thiên hạ, từ khi ra đời đã tu tập tiên kinh đệ nhất, ngươi vĩnh viễn phải nằm dưới chân ta. Thiên Hoàng Tử gần như điên cuồng, sát chiêu đánh ra vô tận, diệu thuật vô cùng, khiến một số bán thánh nổi hết da gà, thân thể lạnh ngắt. Bọn họ tuyệt đối không thể ngăn nổi, tiến lên chắc chắn phải chết. Phụ thân ta cho ta cả thế giới. Thánh Hoàng Tử đáp lại, ra tay linh hoạt hơn. Đấu chiến thánh huyết sôi trào, chiến ý bốc cao, giống như sắp đánh sập chín tầng trời. Ngươi nói gì? Thiên Hoàng Tử giống giận. Phụ thân ta không lưu lại người hộ đạo cho ta, càng không chuẩn bị tiên chân cho ta đoạt tạo hóa thiên địa. Ngươi chỉ cho ta một thế giới tự do, để ta có thể đánh lên 9 tầng trời, đánh xuống 10 tầng đất, không chịu trói buộc, không có gông xiềng. Thần sắc Thánh Hoàng Tử bình thản vô cùng nói. Nhưng lúc này khí thế của hắn lại càng mạnh hơn, có vẻ mình ta vô địch, độc tôn thiên hạ, gần như áp chế Thiên Hoàng Tử. Lời nói của Thánh Hoàng Tử giác ngộ khiến Hoàng Hư Đạo, Hỏa Lân Nhi, Hỏa Kỳ Tử đều chấn động. Mà bản thân Thiên Hoàng Tử lại càng bị một đòn nghiêm trọng, thân thể lảo đảo, bị hầu tử lao tới, đại thiết côn đen nhánh giáng xuống, đánh bay ra ngoài, khóe miệng tràn máu tươi. Thiên Hoàng Tử hét lên giận dữ. Cũng chỉ có thể chất của hắn mới chịu đựng được chứ đổi lại là người khác thì đã bị đánh thành bùn máu rồi.
Hắn gian nan lắm mới vãn hồi được tình thế bất lợi, nhưng đạo tâm của hắn lại bất ổn. Bởi vì hắn nhớ tới rằng Bất Tử Thiên Hoàng đã ban cho hắn hai con đường. Con đường thứ nhất sáng ngời hào quang, có người hộ đạo, có tiên chân tuyệt thế. Còn con đường khác chỉ có một thanh thiên đao bất tử, cho hắn dùng đao này chém nát ngộ đạo trà thụ, đánh nát tất cả tiên chân, hoàn toàn đoạn tuyệt con đường đầu tiên. Mà cuối cùng hắn lại lựa chọn con đường đầu tiên. Phụ thân, ngươi là cường giả mạnh nhất cổ kim, lại cho ta lựa chọn gian nan như vậy. Trong 9 tầng trời 10 tầng đất, tương lai ta sẽ là đệ nhất. Đường của ta chọn mới là đúng. Ánh mắt Thiên Hoàng Tử khiếp người, giống lớn, không tốt. Đạo tâm của Thiên Hoàng Tử bất ổn, ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện ngoài ý muốn đó. Nhiều người quan chiến của cổ tộc biến sắc. Thiên Hoàng Tử có bát bộ thần tướng đi theo, có một số tổ vương thái cổ hộ đạo, đại thế đã định, mà Thánh Hoàng Tử lại không có. Nếu như lúc đầu chúng ta lựa chọn đứng cùng phía với Thiên Hoàng Tử thì hiện giờ cũng không nên do dự, ra tay tương trợ đi. Có bán thánh không kiềm chế được tiến về phía trước. Bọn họ cũng không dám công kích Thánh Hoàng Tử thật mà chỉ muốn nhiễu loạn, đợi tới khi đạo tâm của Thiên Hoàng Tử bình ổn lại thôi. Ta xem ai dám tiến tới một bước, dù có chạy tới 9 tầng trời ta cũng sẽ lấy tính mạng hắn. Diệp Phàm hét lớn, chiến huyết trong cơ thể sôi trào. Mắt thấy Thánh Hoàng Tử chiếm thế thượng phong rồi, những người này lại muốn ngăn cản quấy nhiễu, xoay chuyển càn khôn. Hắn kiệt lực phát ra một tiếng thét dài. Ta cũng không tin tà. Một vị bán thánh thấp giọng cười lạnh, bước nhanh về phía trước. Giết! Diệp Phàm hét lớn một tiếng, chỉ phun ra một chữ. Từ trong cơ thể lao ra một đạo dị tượng, hóa thành thần ma khổng lồ. Dị tượng này là Tiên Vương Lâm Cửu Thiên, nhưng ngày nay diễn biến ra hóa thành thần ma giáng thế, khí nuốt núi sông, khiến 10 vạn ngọn núi lớn đều vỡ nát. Giống! Thần ma do dị tượng của Diệp Phàm hóa thành há mồm kêu to, khiến phong vân 10 phương đều tan nát. Hắn há mồm nuốt luôn bán thánh này. A, à, thế này. Mọi người đều ngây dại, khắp thiên địa lập tức yên tĩnh lại. Các bạn đang nghe chuyện Già Thiên của tác giả Thần Đông tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Già Thiên, chương 1133, lo lắng trở thành sự thật. Một thần ma đứng sừng sững trong thiên địa, giống như thế trên đánh lên thiên đình, dưới đạp địa phủ, thoáng cái khiến 9 tầng trời 10 tầng đất đều run rẩy. Khí thế của hắn cường đại khiến người ta hít thở không thông, mái tóc đen phủ xuống như nước, ánh mắt sắc bén, há miệng liền nuốt luôn bán thánh, khiến thiên địa kinh khiếp mà im bặt. A, à, bán thánh giống to, gây sức ép trong bụng của dị tượng thần ma này, muốn gây sức ép đánh tới. Hắn giận, kinh, sợ, tim mật đều lạnh ngắt, há một phun ra một thanh thiết qua, dùng sức mà chém. Cùng lúc đó hắn triển khai lĩnh vực, hào quang của bán thánh tràn ra, muốn xé nát tuyệt địa, mở ra sinh thiên. Nhưng sự thực lại rất tàn khốc. Dị tượng này khắc chế lĩnh vực bán thánh của hắn, căn bản không tạo thành chút tác dụng nào. Dị tượng của thánh thể nhân tộc gần nhưng không có lĩnh vực nào địch nổi, tất cả đều mất hiệu lực. Chỉ có thiết qua tung hoành, đánh lên thành bụng của thần ma, nhưng chờ đợi hắn lại là một mặt phẳng lớn ép tới. Trong bụng của thần ma, ở vị trí luân hải, khổ hải dung hợp với vòng tròn sinh mệnh, biến thành một mặt phẳng lớn ép thiết qua nát thành bột phấn. Bán thánh kêu to, lông tóc toàn thân dựng ngược. Giờ phút này hắn cảm thấy một loại lực lượng căn nguyên đặc biệt, thông qua dị tượng này mà biết Diệp Phàm là ai. Nhưng hắn căn bản là không thể hét lên được, thần thức bị áp chế. Mặt phẳng kia hạ xuống khiến hắn mang theo sự không cam lòng, hoảng sợ và khó chịu, huyết nhục bị ép thành bùn. Thần thức của bán thánh cổ tộc này tràn ngập sợ hãi và dữ tợn. Bất kể hắn dãy dụa thế nào thì hắn cũng không có tác dụng gì, nguyên thần tắt ngấm, hoàn toàn tiêu tán. Một tiếng vang nhỏ truyền ra, dị tượng thần ma sừng sững trong thiên địa nổ tung, hoàn toàn biến mất, khiến cả nơi này lặng ngắt như tờ. Một bán thánh chết đi đơn giản như vậy, bị nuốt một cái là chết oan uổng. Mà chỗ thần ma kia biến mất chỉ còn có một vùng sương mù máu lớn lơ lửng. Ta xem các ngươi ai dám bước tới. Chân thân của Diệp Phàm hét lớn. Những lời này giống như sấm sét từ trên trời cao giáng xuống, nổ vang tại nơi này, chấn cho màng nhĩ mọi người đau đớn. Thân thể rất nhiều người lay động, gần như ngã sấp xuống tại chỗ. Sắc mặt vài tên bán thánh đã thương lượng muốn quấy nhiễu chiến trường, gấp rút tiếp viện cho Thiên Hoàng Tử lúc này khó coi tới cực điểm, đáy lòng lạnh ngắt. Một đồng bọn lại chết đi đơn giản như vậy. Giờ khắc này bọn họ tiến, thoái lưỡng nan.
Vốn đã quyết định như vậy, lúc này bên cạnh có không ít người đang nhìn tới. Nhưng thảm kịch vừa rồi lại khiến bọn họ đều sợ hãi, bước về phía trước một bước là chết. Mà đứng đó không nhúc nhích thì mất mặt với đời, bớt nghẹn trong lòng. Những người khác giờ nói lớn cũng không dám, cảm thấy tu sĩ nhân tộc thần bí này quá mạnh mẽ, giống một tiếng liền trấn áp được mấy vị bán thánh, có khí khái đứng trên thiên hạ. Người vượt qua lôi trì sẽ phải chết, chân thân của Diệp Phàm hét lớn. Hắn đang ở trong chiến trường, không có phương pháp phân thân, chỉ có thể đem hết khả năng đánh ra một kích khí phách như vậy để trấn nhiếp. Cuối cùng sắc mặt mấy vị bán thánh tái nhợt, không ai cất bước, tất cả đều hóa đá nơi đó, không dám hành động lỗ mãng nữa. Đối với bọn họ thì mạng sống mới là quan trọng nhất. Gió nổi khắp khu đất hoang, thân thể mọi người lạnh run, hoàn toàn yên lặng, bị trấn nhiếp tại chỗ. Mấy tên cổ tộc vừa rồi còn thì thầm nói không thể để Diệp Phàm sống sót, lúc này kinh hãi, cảm thấy rõ ràng một đôi mắt đảo qua giống như đao sắc thấu tới xương. Trận chiến bên trong chiến trường vẫn tiếp tục. Thiên hoàng tử nhìn thấy tất cả, đạo tâm lại càng bất ổn, bị hầu tử dùng một côn đập tới, đánh nát vương miện bằng thần kim trên đầu, mái tóc đen lập tức rơi xuống rối tung. Hắn bị tức giận công tâm, vung thiên đao bất tử, ánh đao soàn soạt hướng lên trời, liều mạng chống cự. Phía bên kia, một hỏa kỳ tử lạnh lùng hơn rất nhiều, nhìn chằm chằm vào chân thân và đạo thân của Diệp Phàm, tăng chiến lực lên một bậc nữa, ngăn trở đường đi của hắn, không cho hắn có cơ hội xuất thủ ra ngoài nữa. Diệp Phàm cũng không đánh tới nữa. Dựa theo tình huống này thì hắn chỉ cần cầm chân ba người nửa canh giờ nữa là đủ. Thánh hoàng tử khẳng định có thể thủ thắng, bởi vì đạo tâm của thiên hoàng tử đã bất ổn rồi, chuyện bại vong chỉ là sớm muộn mà thôi. Thiết côn trong tay hầu tử phát ra tiếng rít u u, mỗi lần hạ xuống đều có vết rách màu đen lan ra khắp bốn phương tám hướng, va chạm tóe lửa với thiên đao bất tử. Rất nhiều người chờ mong mà quan sát trận chiến này, tất cả đều cảm thấy kích động. Dù là thời đại thái cổ thì mọi người cũng chưa từng nhìn thấy cổ hoàng quyết đấu bao giờ. Mà con nối dõi mạnh nhất của bọn họ tranh hùng thì cũng là một chuyện gần như tương đương chứ không còn nghi ngờ gì nữa. Phụt, tâm thần thiên hoàng tử không yên, bị đập một côn, phun ra một ngụm máu. Lần đầu tiên hắn sinh ra sự sợ hãi, chưa bao giờ lâm vào khổ chiến như thế này, trong lòng trống rỗng. Mặc dù là quyết đấu với thiếu niên bất tử thiên hoàng hắn cũng không sợ. Bởi vì đạo ngân của phụ thân sẽ không giết hắn thật. Hắn có thể tận tình quyết đấu, không lo lắng như bây giờ. Thánh hoàng tử là ai? Nhiều năm như vậy lăn lộn trong chốn sinh tử, đại chiến mà trưởng thành, kinh nghiệm phong phú giống như những người hộ đạo của thiên hoàng tử. Ánh mắt hóa thành ngọn lửa hữu hình, càng ngày càng mạnh mẽ. Hắn tấn công tới tấp, từng bước ép tới, khiến cho thiên hoàng tử càng bất an, vài lần suýt gặp bất trắc, thỉnh thoảng lại phun máu tươi dưới thần uy của thiết côn. Kỳ thật thể chất của thiên hoàng tử quán cổ tuyệt kim, không gì sánh nổi, thần thông tu luyện cũng vang dội cổ kim, thực lực bản thân hoàn toàn không thua kém ai, bằng không cũng không thể đánh trọng thương hầu tử. Nhưng lúc này hắn lại thiếu một loại khí thế, một loại chân chính không sợ sinh tử, có thể cùng địch nhân liều mạng. Đại chiến tới lúc này thì hầu tử cũng đầy vết thương, thậm chí có một số rất nặng. Hắn không có tiên chân bất tử, càng không có ngộ đạo trà, hoàn toàn dựa vào bản thân đi tới bước này. Mặc dù có một thúc thúc nhưng hắn cũng chẳng hề hỏi tới, mặc cho hầu tử tự sinh tự diệt. Hắn mặc kệ thiên hạ, ngồi ở tu Diệp Đồng Sơn không xuất hiện, giống như đã quên tất cả vậy. Nhưng ý chí chiến đấu của hầu tử lại còn cứng rắn hơn cả sắt thép, khiến thiên hoàng tử khiếp sợ, đạo tâm hoàn toàn bị đánh bại. Giờ khắc này thiên hoàng tử bắt đầu liên tiếp bại lui, nhiều lần suýt mất mạng. Hầu tử ngươi đừng ép ta, cùng lắm thì ta phế bỏ nửa đạo hạnh, dùng tiên chân diệt hồn cốt của ngươi. Những thứ này ngươi không có, không thể chống lại ta được, thiên hoàng tử lạnh lùng nói. Thánh hoàng tử vẫn tấn công mạnh mẽ, càng ngày càng ung dung chấn định. Ánh mắt tràn ngập tự tin, tiến tới từng bước, gần như áp bức hắn, nói, ngoại trừ những thứ phụ thân ngươi cho ngươi ra thì ngươi có gì chứ? Hôm nay ta chắc chắn sẽ giết ngươi. Vút, đại thiết côn đen nhánh đánh xuống, tia lửa bắn ra bốn phía. Thiên đao bất tử liên tục run rẩy, song trưởng của thiên hoàng tử run lên, tâm thần bất an, càng ngày càng bị động. Ầm, thánh hoàng tử đánh ra một quyền, đập về phía đầu thiên hoàng tử. Cương khí mạng tới khôn cùng, mang theo vạn đạo quỹ tích của đại đạo, bao phủ phía trước. Thiên hoàng tử giống giận, vừa chặn vừa rút lui. Lúc này hắn chật vật không chịu nổi, bất cứ ai cũng thấy rõ là hắn đã thua. Xa xa, rất nhiều danh tướng của cổ tộc nhìn thấy rành rành,
Tất cả đều quay ra nhìn nhau, sau đó một số người không khỏi thở dài. Huyết mạch và căn cốt của Thiên Hoàng Tử có thể nói là đệ nhất, trên thực tế Tu Vi dường như còn mạnh hơn Thánh Hoàng Tử một bậc. Nhưng hắn lại bị đánh bại. Thiên Hoàng cố lưu lại một số tiên chân tuyệt thế, đúng là giúp Thiên Hoàng Tử thành tựu, khiến hắn vượt qua đời trước. Dũng mãnh không thể đỡ nổi nhưng cũng bởi vậy khiến hắn thiếu đi sự rèn luyện, thiếu tâm tính cứng cỏi. Căn cốt của Thánh Hoàng Tử Tử cũng không kém, từng bước đi lên, cơ sở vững chắc, cảnh giới và tâm tính hơn xa Thiên Hoàng Tử, trận này tất thắng rồi. Thiên Hoàng Tử vung đao đón đỡ, đồng thời lấy chưởng làm đao bổ. Về phía Hầu Tử, Thánh Hoàng Tử dùng thiết côn chặn thiên đao, không nhìn chưởng kia mà một quyền đánh tới đầu Thiên Hoàng Tử, chiến khí và huyết khí bao trùm cả Đông Hoàng. Ngươi! Thiên Hoàng Tử sợ quá mà tức giận. Đối phương giống như muốn mạng đổi mạng với Sơn Hà Cẩm Tú. Hắn cũng chưa muốn chết như vậy, trong nháy mắt liền rút lui, dùng bí thuật tuyệt thế chống đỡ. Thánh Hoàng Tử tất nhiên không muốn cùng chết, hoàn toàn chỉ là thuật công tâm, nhìn rõ tâm tính của Thiên Hoàng Tử. Càng ngày hắn càng phi thường dũng mãnh. Bụt! Thiết côn quét tới, nện lên đầu vai của Thiên Hoàng Tử, huyết nhục tung bay, khiến thân thể đối phương lảo đảo, xương cốt vang lên không ngừng, xuất hiện vết rách gần như gãy nứt. A! À, Thiên Hoàng Tử kêu to, tóc tai bù xù, tế ra các diệu thuật, giống như phát điên, đại chiến với Hầu Tử. Bên kia Diệp Phàm vẫn cố sức cản trở thế công của Hoàng Hư Đạo, Hỏa Lân Nhi. Bởi vì ba người Hỏa Kỳ Tử được mời tới, đều chiếm được lợi ích lớn lao, không có khả năng nhìn Thiên Hoàng Tử mất mạng thật. Diệp Phàm cảm thấy nguy hiểm tới cực độ. Ba người này đều có lực lượng huyết mạch rất mạnh, hơn nữa trên người bọn họ đều có đại sát khí. Trước kia hắn có chút giao tình với Hỏa Lân Nhi nhưng ngày nay lôi ra cũng khẳng định là vô ích. Trước mặt lợi ích chân chính thì những thứ có chẳng có tác dụng gì. Chúng ta không có khả năng nhìn Thiên Hoàng Tử mất mạng. Còn dám cản chúng ta thì ngươi chắc chắn uổng mạng. Hỏa Kỳ Tử lên tiếng nói, thần sắc lạnh lùng vô tình. Tới tình trạng này thì hắn nếu không đem hết toàn lực, Thiên Hoàng Tử chết đi thì tất cả đều muộn rồi. Có thể qua một cửa ải này của ta rồi hãy nói. Diệp Phàm cũng lạnh lùng đáp, ta không muốn chiến đấu vô vị, trực tiếp giết ngươi là xong. Hỏa Kỳ Tử lạnh lùng nói, từ trong cơ thể bỗng tràn ra một luồng khí tức khủng bố, bắn thẳng về phía Diệp Phàm. Oai lực của đế binh. Diệp Phàm biến sắc. Hắn luôn luôn lo lắng tới loại đại sát khí này, không ngờ lại trở thành sự thật. Hắn đã cảm giác là mấy người này nếu mang cổ hoàng binh tiến về phía nam thì đúng là một mối phiền lớn, vì thế nên vẫn luôn rất kiêng kỵ. Ẩm. Diệp Phàm diễn biến ra bí quyết chữ binh, chấn động tiên đỉnh trong cơ thể, kiềm giữ trước hai khối đồng xanh, đồng thời thúc giục, tuy chưa thể chủ động tế ra những cũng có thể phòng ngự được. Cảm ứng được một tia đế uy phóng ra, bên ngoài thân thể hắn tràn ngập một tầng ánh sáng, chặn đứng sát thế này, không gì có thể tiến vào. Hỏi chấm. Lần đầu tiên Hỏa Kỳ Tử biến sắc. Loại tình huống này thuyết minh tất nhiên đối phương cũng có đế binh, bằng không không thể chặn được uy thế của hắn. Ông. Thân thể Hỏa Kỳ Tử chấn động, bừng lên một đám mây sáng lạn, tất cả đều bắn về phía Diệp Phàm, giống như hoàng giả thái cổ tái hiện thế gian, đứng trên thiên hạ vậy. Trên bầu trời xuất hiện một đầu Lam Kỳ Lân khổng lồ, phát ra hào quang vạn trượng, thần uy mênh mông cuồn cuộn, khí nuốt núi sông, đôi mắt Diệp Phàm lạnh như băng. Chuyện hắn lo lắng nhất rốt cục đã trở thành sự thực, cổ hoàng tử Nam Hạ, trình độ khủng bố quá sức tưởng tượng của người bình thường. Nếu hóa hình kỳ cũng cầm cổ hoàng tiên binh tới thì hắn càng gian nan rồi. Nhưng nếu đã đánh tới mức độ này, Thánh Hoàng Tử đã chiếm thượng phong, sắp đánh chết tươi Thiên Hoàng Tử thì hắn nói thế nào cũng không thể lùi bước, phải cản được ba người này. Các bạn đang nghe chuyện Già Thiên của tác giả Thần Đông tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Già Thiên, chương 1134, Loạn Cục. Đương thời chỉ có cực đạo đế binh mới có thể uy hiếp tới lôi điện, chứ dù là thánh khí cũng vô dụng, khó có thể đả kích nó. Lúc này nó chìm nổi trong tiên quang trong cơ thể Diệp Phàm, tỏa ra ánh sáng tươi đẹp, kết thành quầng sáng bên ngoài thân thể Diệp Phàm, ngăn cản. Sát thế khủng bố này, mái tóc lam của Hỏa Kỳ Tử tung bay, giống như một con Lam Kỳ Lân tái sinh, ngạo nghễ thiên địa, phát ra tiếng giống to, lục hợp bát hoang đều run rẩy. Mở cho ta, Hỏa Kỳ Tử giống lớn, đánh một quyền về phía trước, kéo theo một vùng mảnh vỡ đại đạo, giống như sắp sửa chém rụng 9 tầng trời, bao phủ Diệp Phàm ở phía dưới. Máu màu lam trong cơ thể hắn sôi trào,
hợp nhất với cổ hoàng binh thành một thể, theo một quyền hắn đánh ra giáng thẳng về phía đầu Diệp Phàm. Loại công sát này đúng là không thể tưởng tượng được. Ầm, Diệp Phàm vung tay, ánh sáng bùng lên trong tay hắn. Quyền cương mãnh gào thét đánh ra, bị bao phủ bởi một tầng hào quang. Lục đỉnh tự động phòng hộ, đối kháng với uy lực của Thái Cổ Hoàng. Hai người giao chiến trong nháy mắt, khiến bốn phía chấn động răng rắc. Từng luồng lôi điện màu lam và tiên quang xé mở hư không. Địa phương này trở thành một nơi khủng bố khôn dùng, hóa thành một vùng hắc động lớn. Vòm trời biến mất, hóa thành vực sâu màu đen, bị hủy không còn hình dạng gì nữa, nổ tung từng tấc một, trở thành một vùng hư vô, bị không gian thứ nguyên cắn nuốt tất cả. Diệp Phàm và Hỏa Kỳ Tử đều rút lui, khó tin nhìn đối phương, đều cảm thấy đế binh của đối phương có vấn đề, có thể cũng không phải là thực. Ầm. Hỏa Lân Nhi giết tới, sợ huynh trưởng xảy ra chuyện chẳng lành, vì dù vận dụng của nội tình trong lần nam hạ này nhưng vẫn không đánh chết được đại địch, đủ để khiến nàng lo sợ rồi. Ánh sáng màu lam của nước bao phủ toàn bộ thiên địa, khí hỗn độn tràn ngập khắp nơi. Hỏa Lân Nhi dùng thực lực cường đại đánh tới, quả thức khiến người ta lạnh ngắt toàn thân. Ầm. Diệp Phàm va chạm mạnh với bàn tay thon thả kia, các loại văn lạc lan tràn ra, khiến thân thể chấn động mãnh liệt. Nếu không có tiên quang do lục đỉnh tràn ra bảo vệ thân thể hắn thì hậu quả đã rất khó lường rồi. Lại là một kiện cổ. Hoàng binh. Hắn lộ ra thần sắc khó mà tin nổi. Chẳng lẽ Hỏa Lân Động có hai kiện cổ hoàng binh sao? Chuyện này không đúng sự thật rồi. Hỏa Lân Nhi cũng lộ vẻ khác thường, mái tóc lam như nước rối tung, mắt ngọc mày ngài, sóng mắt lưu động. Nàng cũng phát giác trong cơ thể người này không phải đế binh chân chính, có chút khác thường. Chẳng lẽ giống như chúng ta sao? Thần sắc Hỏa Kỳ Tử hờ hững quay đầu đối diện với muội muội, trong lòng đại khái đã có đáp án. Ầm, hai người bọn họ phát động công kích tới. Vòm trời nơi này nổ tung hoàn toàn, trở thành một vùng hỗn độn, bị ngăn cách với thế giới bên ngoài. Nắm tay Diệp Phàm không ngừng va chạm với bọn họ, xuất hiện ngàn vạn dấu vết của đại đạo, va chạm kịch liệt với đôi huynh muội này. Uy nghiêm của cổ hoàng khiến người ta cảm thấy áp lực, gần như hít thở không thông. Không phải là cổ hoàng chân chính, chỉ là cấm khí bắt chước mà thôi. Cuối cùng Diệp Phàm rốt cục cũng hiểu rõ. Đây là có người dùng thủ đoạn nghịch thiên, lấy tài liệu thần thánh hiểm có để luyện chế ra, nhưng vẫn chỉ có thể dùng vài lần mà thôi, sau đó sẽ tự hủy. Vút, bọn họ đánh một đòn cuối cùng rồi tách nhau ra. Hỏa Lân Nhi và Hỏa Kỳ Tử đều vô cùng kinh ngạc. Bọn họ tin rằng Diệp Phàm vẫn chưa nắm giữ được đế binh chân chính nhưng lại không biết cuối cùng là thứ gì. Chát, đột nhiên từ xa xa truyền tới tiếng vang nhỏ. Đạo thân của Diệp Phàm đã chết, hóa thành một luồng thanh quang tiêu tán trong thiên địa. Hoàng Hư Đạo lập tức mất đi địch thủ, thần sắc ngẩn ra, sau đó đôi mắt lóe lên, hình thể ẩn chứa đạo ngân, khó có thể thấy rõ. Thiên địa trở lại tĩnh lặng, hỗn độn tan dần, càn khôn lại được củng cố. Mấy người giằng co lại xuất hiện trên bầu trời một lần nữa, không ai gặp vấn đề gì. Vừa rồi mấy người bị vận dụng oai lực của cực đạo nhưng đều thông qua quyền cước đánh ra, cũng không phải sử dụng tiên khí chân chính. Uy, lực phát ra tất nhiên chỉ một phần vạn, không tỏa ra bốn phương tám hương. Bằng không thì dao động cường đại này đã khiến ngay cả cánh tay của bọn họ cũng không chịu nổi rồi. Hơn nữa bọn họ đánh vào bên trong hỗn độn, những người xem cuộc chiến dù có linh giác nhạy bén tới mấy cũng khó có thể cảm nhận được. Vì vậy trong nháy mắt một số người thấy tim tăng tốc nhưng lại không biết rằng bọn họ đã từng vận dụng cổ hoàng binh. Đạo thân suy yếu, chân thân chuẩn bị ngã xuống sao. Một số cường giả cổ tộc ở xa xa nói, cho rằng thế cũng đã bị xoay chuyển rồi. Diệp Phàm nhíu mày, tình hình rất không ổn. Đạo thân sau khi biến mất không có khả năng tái hiện lập tức, cần phải chờ một thời gian rất dài. Ngươi thật sự muốn tranh cao thấp, phân mạnh yếu thật sao? Từ đầu tới cuối chúng ta đều chưa quyết chiến sinh tử đâu. Ánh mắt Hỏa Lân Nhi lưu chuyển nói. Ba người bọn họ đều nhận được lợi ích rất lớn lao, vì vậy mới đồng ý tiến xuống phía Nam. Không có khả năng liều chết cho thiên hoàng tử thật nhưng vẫn phải làm cho có lệ. Diệp Phàm tất nhiên hiểu rõ chiến trường một đấu một bên kia mới là tử chiến. Thánh hoàng tử và thiên hoàng tử đều đã bị trọng thương, mỗi lần đều dùng đại đạo đối kháng, tất sẽ có một người phải ngã xuống. Mà chiến trường bên này của bọn họ không ai bị thương. Tình hình thế nào tất nhiên trong lòng hắn rất rõ ràng. Đánh tới bước này rồi, tốt nhất là tránh ra đi. Đừng ép ta giết ngươi. Hỏa Kỳ Tử điềm nhiên nói, ngươi tới thử xem. Nếu không qua được cửa của ta thì chắc chắn ta sẽ làm thịt ngươi. Diệp Phàm đốt chát lại,
lộ ra sát khí. Chiến trường bên kia đã tới thời khắc mấu chốt, hắn tuyệt đối không cho phép bất cứ kẻ nào cản trở và cắt ngang. Giờ mà còn không giết được thiên hoàng tử thì đúng là quá uất ức. Giống. Hỏa kỳ tử giống to một tiếng, mái tóc lam dựng đứng, hoàn toàn nổi giận, trong nháy mắt khiến trời sụp đất lở, một mình lao tới. Liều mạng, cổ hoàng tử bên này cũng muốn liều mạng rồi. Đại giáo cổ tộc và nhân tộc đều hết vía. Ầm. Diệp Phàm không sợ, tay phải chấn động mạnh, hợp nhất lục đạo quyền ý, đánh mạnh về phía trước. Trời đất mờ mịt nổ tung. Mái tóc đen của hắn tung bay, đón đánh trực diện hỏa kỳ tử, muốn dùng một quyền đánh đối phương thành thịt nát. Không tốt. Thần sắc Hỏa Lân Nhi chấn động, sợ huynh gặp chuyện không may, cũng lao tới tấn công. Ngón tay ngọc trắng nõn như tuyết chấn nát trời cao, ấn vào huyệt thái dương của Diệp Phàm. Phía bên kia, Hoàng Hư Đạo quay người đi thẳng về phía Thánh Hoàng Tử. Hắn không có khả năng trơ mắt nhìn Thiên Hoàng Tử bị giết chết, lúc này vội vã tiến tới. Không kẻ nào có thể chạy thoát, không qua được một cửa của ta thì đừng có hy vọng gì. Diệp Phàm tấn công mãnh liệt, dùng tốc độ cực hạn tới va chạm với Hỏa Lân Nhi và Hỏa Kỳ Tử, thân thể lại xé mở hư không cản Hoàng Hư Đạo, va chạm gần trăm lần. Mọi người đều hít sâu một hơi khí lạnh. Người này thật sự quá cường đại rồi, nhanh tới khó tin nổi. Ba vị cổ hoàng tức giận mà hắn còn dám làm như thế, thật sự có thể ngăn cản nổi, đúng là sâu không thể lường được. Ngươi đã muốn chết thì ta sẽ cho ngươi toại nguyện. Hỏa Kỳ Tử lạnh lùng nói. Hắn khoát tay, xuất ra Kỳ Lân Cửu Thức. Loại bí thuật này hợp nhất với thể thuật, uy lực vô cùng, lần đầu tiên thể hiện ra trong cuộc chiến này. Ta sợ ngươi chắc. Diệp Phàm không hề sợ hãi, há mồm hét to, khí nuốt sơn hà, dùng lực lượng của một mình hắn đồng thời đánh tới cả Hỏa Lân Nhi và Hoàng Hư Đạo. Hợp chiến với người như ngươi thì dù là đối với ta hay ngươi đều bất kính cả. Ta thật ra cũng muốn luận bàn một đối một với ngươi một phen để xác minh đạo của ta. Nhưng hôm nay không được, không thể để cho Thiên Hoàng Tử chết được. Hoàng Hư Đạo bình tĩnh nói. Vậy, thì đánh đi. Có lẽ ta sẽ giết được một hay hai người trong các ngươi đó. Diệp Phàm đáp. Cuồng vọng. Ngay cả Hỏa Lân Nhi lúc này cũng lộ sát khí. Ầm, sinh tử giao tranh, đại chiến bắt đầu. Nhưng giờ khắc này lại xảy ra kinh biến. Đại trận của Hắc Hoàng vốn vây khốn Bán Thánh và Bát Bộ Thần Tướng, thế lực vốn ngang nhau, ai ngờ lúc này lại có ngoại lực tham gia. Không ngờ một vị cường giả nhân tộc đánh tới, khống chế một chiếc chiến xa màu vàng, chiến khí bốc thẳng lên trời cao, ù ù lao tới, nghiền nát bầu trời, tiến quân thần tốc, đánh phá vào trong đại trận. Trên chiến xa kia có một thân ảnh hùng vĩ, mái tóc đen tung bay, ánh mắt giống như lôi điện, khí huyết toàn thân mênh mông, nghịch thiên lao tới, dường như là một vị thiên đế vậy. Xung quanh hắn có 9 con chân long uốn lượn, 9 con tiên phương bay múa, 9 con bạch hổ gầm thét, phụ trợ hắn giống như thiên đế giáng trần vậy. Vương Đằng, không ngờ lại là hắn. Nhiều năm như vậy, sau khi hắn bị đánh bại một lần cũng chưa từng xuất thế, không ngờ hôm nay lại xuất hiện. Một vị từng là thiên tài tuyệt thế, được xưng là Bắc Đế, được coi là một trong những cường giả mạnh nhất thế hệ trẻ của nhân tộc, sau khi thua trong tay Diệp Phàm chưa bao giờ gượng dậy nổi. Ai cũng không thể ngờ được là hôm nay hắn lại xông ra, dùng chiến xa thiên đế phá một góc trận đồ, khiến cuộc chiến nghịch chuyển. Không ngờ lại là con dê con đến phá đại sự. Hắc Hoàng nổi giận. Đại trận của nó đã dùng hết ở ngoài chân hiền thành, tài liệu thần thánh tích góp nhiều năm tiêu hao không còn chút nào. Ở địa phương này nó chỉ có thể dùng tài liệu bình thường khắc trận, khó khăn lắm mới chống nổi Bát Bộ Thần Tướng nhưng lâu hơn sẽ sụp đổ. Nó còn muốn chống thêm một lát, không ngờ Bắc Đế lại tới đây, cuối cùng khiến đại trận bị phá như vỡ đê. Mọi người thấy thế tiến của Bắc Đế như trẻ tre, lập tức xé mở một góc, sát trận, xâm nhập vào bên trong chiến trường. Bát Bộ Thần Tướng lao ra như hồng thủy, giết, giết thét rung trời vang lên. Mặc dù Bát Bộ Thần Tướng chết rất thảm trọng, nhiều người mất mạng trong đại trận của Hắc Hoàng hắn mấy vị bán thánh lại không chết một ai, tất cả đều vọt ra. Đáng giận thật. Chỉ chút nữa là Thánh Hoàng Tử đã giết được Thiên Hoàng Tử rồi. Ánh mắt Diệp Phàm cũng đỏ lên, nắm chặt bàn tay. Giờ khắc này tiếng hô giết rung trời. Bát Bộ Thần Tướng vọt ra thì đúng là đại họa. Một số kẻ đánh về phía Thánh Hoàng Tử, không ít người lại lao về phía Diệp Phàm. Lấy thần nữ lô ra trấn áp cho ta, kiên quyết không để một người tới gần Thánh Hoàng Tử. Hắc Hoàng kêu to. Lệ Thiên và Yến Nhất Tịch thúc giục thần nữ lô, bao phủ thiên địa. Thánh uy cuồn cuộn mênh mông khôn cùng tràn ra. Nhưng mấy vị bán thánh kềm giữ lại,
đối kháng với nó. Ầm, huyết quang tỏa ra ngập trời, địa phương này sôi trào. Đại chiến đã tới hồi gay cấn, hỗn loạn một vùng. Nơi nơi đều là sát khí, máu thịt bay tung tóe. Vương Đằng cười lạnh. Hắn cũng không yếu hơn mấy vị cổ hoàng tử là mấy, nhưng nhiều năm qua lại chịu đau khổ như vậy. Hôm nay hoàn toàn bùng phát, sau khi công phạt đám người Hắc Hoàng liền khống chế chiến xa đánh về phía Thánh Hoàng tử. Ngươi dám? Diệp Phàm tức giận, giờ khắc này sau khi bắn ra hai mũi tên đen kịt, phá tan không gian, giết bán thánh và bát bộ thần tướng xong liền lao tới ngăn cản Vương Đằng. Không chỉ ngươi có thánh khí đâu, Hỏa Kỳ tử cười lạnh. Lúc này bọn họ cũng không vội, không cần tới cứu Thiên Hoàng tử thì cũng chẳng sao. Bát bộ thần tướng tuyệt đối có thể chống lại dòng thác lũ này. Hắn rút một cây phương thiên họa kích ra, cũng là thánh khí, cản đường Diệp Phàm. Khí tức khủng bố chấn động thiên địa. Diệp Phàm không thể không triệu hóa một cây hắc tiễn hộ thể, sau đó lại tế ra đài đá, chân thân tiến vào bên trong như mặc chiến y. Tấn công tứ phương, địa phương này đã hoàn toàn nổ tung, giống như nước sôi trào. Mấy món thánh khí đồng thời xuất hiện đúng là một tai nạn hủy diệt. Núi lở, biển cạn, đất rung, vòm trời sập xuống, ai cũng khó có thể tồn tại. Bát bộ thần tướng tổn thất thảm trọng, bị diệt vong trong hỗn chiến tới 3 phần. Nhưng mấy vị bán thánh kia tu vi cũng rất cao, đã đánh tới cạnh Thiên Hoàng tử, khiến Thánh Hoàng tử gặp phải sự tấn công nghiêm trọng. Giống, Diệp Phàm giống to khiến non sông chấn động, không để ý tới ba vị cổ hoàng ngăn cản, tức sùi bọt mép, liều mạng giết về phía trước. Máu tươi bắn ra tung tóe, cổ tộc ngã xuống hàng loạt, toàn thân hắn cũng bị máu nhuốm đỏ. Bất kể là ai, hôm nay ta phải giết Thiên Hoàng tử, kẻ nào ngăn cản tất phải chết. Diệp Phàm quát lớn, truyền ra ý chí không thể phá vỡ, hận thù Vương Đằng trợ giúp cổ tộc tới cực hạn. Các bạn đang nghe chuyện Già Thiên của tác giả Thần Đông tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Già Thiên, chương 1135, máu nhuộm Nam Vực. Diệp Phàm hận muốn điên, ánh mắt khiếp người, tức sùi bọt mép, thời khắc mấu chốt lại thất bại trong gang tấc. Bắc Đế đánh tới làm rối loạn chiến cuộc. Cùng là nhân tộc, Vương Đằng lại không đến hỗ trợ, mà là báo thù, đẩy chiến xa thẳng vào đại trận của Hắc Hoàng. Hỗ trợ bát bộ thần tướng xoay chuyển trận thế, khiến mấy người Đông Phương Dã Hận không thể băm vằm hắn. Phốc! Diệp Phàm vung tay, trường thương ẩm kim quét qua ngàn quân, một mảng đầu cổ tộc bay lên, mũi thương sắc bén như lưỡi đao chói mắt, cắt ngang qua những cổ họng. Đầu người không đếm hết kéo theo tia máu bắn lên, nhuộm đỏ bầu trời. Diệp Phàm ra sức giết địch, chống lại bát bộ thần tướng, nơi đi qua cuồng phong gào thét, mưa máu xối xả. Đến lúc này, mọi thứ đều thay đổi, ba vị cổ hoàng tử bắt đầu ngăn cản hắn, mà không phải hắn ngăn cản ba người này, không cho hắn đi lên cứu viện. Giết! Lúc này Diệp Phàm đỏ cả mắt, hống ra chữ úm, hóa thành một mảnh cuồng bạo tràn lan quét qua như cơn lũ. Đây là đại thuật, công kích không phân biệt ai, quét qua thiên địa, đạo văn tràn lan, từng khối thi thể văng ra. Phốc! Diệp Phàm lại ngửa đầu hét dài, đạo âm kéo lên độ cao khủng bố, đại quân bát bộ thần tướng lao tới rơi xuống như mưa, tiếp đó nổ tung thành mây máu. Bốn phương tám hướng toàn là thi thể bát bộ thần tướng, ngã xuống thành mảng như cắt cỏ, cả bầu trời là máu cùng tàn chi. Cảnh tượng máu nhuộm thiên địa cực kỳ thảm thiết, Diệp Phàm giết phát cuồng, dùng hết thủ đoạn xông tới, bởi vì tình cảnh hầu tử ở xa xa đã nguy kịch. Thánh Hoàng tử đại chiến đến lúc này đã sớm hao hết huyết khí, bị Thiên Hoàng tử cùng mấy bán thánh vây quanh, còn có Vương Đằng khống chế chiến xa cổ màu vàng đánh vào, lúc nào cũng có thể nuốt hận. Vừa rồi Thánh Hoàng tử quyết chiến sinh tử, khác với Diệp Phàm quyết đấu với ba người Hoàng Hư Đạo, đánh tới lúc này, chiến lực của hắn đã hao 7-8 phần, gần như cạn khô. Bát bộ thần tướng, mấy bán thánh, Vương Đằng, lại thêm Thiên Hoàng tử vô địch ngút trời cùng nhau vây công, dù là thần linh tử chân chính cũng khó chống nổi. Ở phía chiến trường khác, đám người Hắc Hoàng cũng rơi vào cảnh nguy hiểm, bởi vì mấy bán thánh đang xem chiến rốt cuộc không kiềm chế được, đánh tới. Thần nữ Lô trấn áp cho ta. Lửa cháy quét ngang ngập trời, ánh lửa đỏ thiêu bầu trời không, khiến rất nhiều cổ tộc nuốt hận. Thần nữ Lô là kỳ bảo trong thánh khí, là Hằng Vũ Đế đúc binh khí cho đại thánh tổ sư Nhân Dục Đạo, lực sát thương cực lớn. Chiếc lò đông một tiếng nổ lớn, thiếu chút trực tiếp thu lấy một vị bán thánh, thiêu hắn cả người đầy lửa, suýt nữa thành cục than. A, đại chiến thảm thiết, khắp nơi là tiếng kêu la,
cổ tộc còn sống không ít, đều là những nhân vật lợi hại. Ầm, Đông Phương Giã ra tay, bổng nanh sói trong tay quét ngang trời, đánh hư không sụp đổ. Đáng tiếc một vị bán thánh khác cũng mang theo thánh khí sứt mẻ chống cự lại, nơi này càng thêm thảm thiết. Trong lòng Diệp Phàm lửa gấp ngập trời, hận không thể giết tới ngay, nhưng mà ba vị cổ hoàng tử thi triển các loại thủ đoạn dây đưa. Tuy rằng hắn chém ngã không ít cường giả cổ tộc, nhưng vẫn không thể xông tới. Cuối cùng, hắn phát ra một tiếng thét to, mở ra dị tượng vắt ngang trời. Đó là dị tượng phức tạp, quấn vào một chỗ khó mà nhìn rõ, nhưng uy lực đủ xé rách trời đất. Bát bộ thần tướng chết vô số, phàm là người bị quét chúng đều biến thành khối vụn. Dù là ba vị cổ hoàng tử cũng bị đánh văng ra, không thể cản nổi. Diệp Phàm thoát khôi ba người truy kích, trên đầu treo trường thương ẩm kim, tay trái cầm hắc tiễn, tay phải nắm lục đạo luân hồi quyền, tung hoành trong thiên địa đánh tới chỗ kịch liệt nhất. Phốc, hắc tiễn trong tay hắn vung tới trước, chọc thủng một vị bán thánh trên trời, phốc một tiếng hóa thành mây máu. Ở vùng thiên địa đại chiến này, mạng người không bằng cỏ rác, khắp nơi là xác chết, tràn ngập máu tươi, Diệp Phàm giết đến phát cuồng, hắn sợ thánh hoàng tử xảy ra chuyện. Vương Đằng, ngươi nộp mạng cho ta. Hắn không gì cản nổi, phàm là kẻ cản đường đều thành thịt vụn, lửa giận trong lòng hóa thành thiên đao bắn ra từ miệng, lưỡi đao sáng như tuyết quét ngang ngàn quân. Nếu không phải Vương Đằng chạy tới dùng thánh khí xé rách đại trận của Hắc Hoàng, tình thế sẽ không nghịch chuyển như vậy, có lẽ thiên hoàng tử đã bị chém đầu. Hôm nay chiến trận hoàn toàn xoay chuyển, bát bộ thần tướng lao ra như nước vỡ đê, mấy bán thánh được giải thoát, nháy mắt làm cho thánh hoàng tử chiếm hết ưu thế rơi vào tuyệt cảnh. Diệp Phàm sát khí bùng nổ, trong lòng nghẹn một đoàn lửa giận, hận không thể chém ngay tên đầu sỏ Vương Đằng. Thân là nhân tộc lại phản chiến như thế, hỗ trợ cổ tộc thay đổi hoàn toàn cục diện chiến trường, khiến hắn hận muốn điên. Chính vì thế, mấy cổ tộc đang xem chiến cũng không yên phận, có mấy bán thánh ra tay. Hiện giờ tình thế ác liệt đến cực điểm. Dưới chân Diệp Phàm phơi thây không biết bao nhiêu, thiên quân vạn mã đánh tới không biết đã giết bao nhiêu người, nơi đi qua máu tươi lan tràn, thây cốt vô số. Ngay cả ba tên cổ hoàng tử cũng không cản được ta, các ngươi ai dám làm bừa. Xong trận này, Phàm là kẻ ra tay dù có trốn ra ngoài chín tầng trời, ta cũng sẽ chém hắn. Hầu tử nguy hiểm, Diệp Phàm giống giận như sấm nổ chấn thế, làm người ta sợ hãi không thôi. Chấn nhiếp cổ tộc. Trong lòng hắn lại rất bình tĩnh, mở ra dị tượng, thần ma sừng sững quét ngang khắp trốn, cả bầu trời đầy máu, nhưng giết mãi không hết. Hắn giống to một tiếng quả thật chấn trụ không ít người, những cổ tộc đang xem chiến nhìn kết cục mấy người. Đều vô cùng kiêng kỵ, thấy hắn như ma vương thiếu niên vô địch, nơi đi qua đầy máu tươi, không ai chống nổi, sợ hãi thật sâu. Đột nhiên, mũi nhọn xẹt từ sau lưng, sát khí tuyệt thế xuất hiện, một mũi nhọn đâm thẳng tới gáy Diệp Phàm. Nếu sỏ xuyên qua tiên thai, dù là thánh thể nhân tộc cũng phải ảm đạm chết đi. Diệp Phàm xoay người lại, vung hắc tiễn, một tiếng đinh thanh thúy vang vọng tầng trời. Huyết chiến giữa vạn quân, có người dùng bí bảo đánh hắn một kích, cản hắn ngay khi sắp tới, ngăn cản hắn liên hệ với thánh hoàng tử. Ngươi cũng là nhân tộc. Diệp Phàm lòng phát lạnh, tuy rằng người này có bộ mặt cổ tộc, nhưng khi vận chuyển huyền công, đạo lực đánh tới vẫn có dấu ấn đặc thù của nhân tộc. Hơn nữa, đây là một nhân tộc mạnh không kém gì cổ hoàng tử, thực lực còn cao hơn Vương Đằng một hai bậc. Cản trở như vậy khiến Diệp Phàm ánh mắt càng lạnh hơn, chiến khí bão táp đánh ra một chiêu mạnh nhất. Ầm. Người này bị đánh bay khóe miệng tràn máu, thân xác quỷ dị nhưng không nguy tới tính mạng, sát quang ở sâu trong mắt biến mất, hắn rút lui đi mất. Diệp Phàm bất chấp, đuổi giết, lao thẳng tới phía thánh hoàng tử. Phóng ra như sấm giết sạch một mảnh trời, khắp nơi là máu, đạp lên thi thể cổ tộc rốt cuộc chạy tới nơi này. Lời hắn vừa nói lại chọc giận Hỏa Kỳ Tử, ở xa xa hắn lạnh lẽo nói, ngươi nói ba vị cổ hoàng tử cũng không cản được ngươi, hôm nay một mình ta đấu với ngươi. Ở bên này, thánh hoàng tử liều mạng đến bây giờ, thân chịu trọng thương, mấy bán thánh, Vương Đằng khống chế chiến xa cổ màu vàng, cộng thêm thiên hoàng tử có huyết mạch đứng đầu thiên hạ, cùng vây công. Hắn dùng mạng đặt cược, quyết đấu sống chết, tình trạng thân thể đã không lạc quan. Thánh hoàng tử nhìn về phía Diệp Phàm, nói, có lẽ phải đi thôi. Các ngươi đi trước, ta có thể chém giết thiên hoàng tử. Diệp Phàm trầm giọng nói. Tiếp đó, hắn quét nhìn về phía Vương Đằng cùng một cổ hoàng tử không yếu khác, ánh mắt khiếp người, lửa giận đối với hai người này còn hơn cả thiên hoàng tử. Thời khắc mấu chốt của nhân tộc lại là do cường giả nhân tộc can thiệp,
một lần là hai đại cao thủ, bình thường không thấy xuất thế, lúc này lại chạy tới. Ánh mắt Diệp Phàm quét về phía xa xa, rất nhiều người đang xem trận chiến, không ít danh môn đại giáo nhân tộc Nam Vực đều có mặt, nhìn ánh mắt hắn quét tới, nhiều người cúi đầu. Về phần mấy người Lý đạo trưởng, đã sớm không biết trốn đến chỗ nào rồi. Khác với như thế, cổ tộc thỉnh thoảng có người ra tay, hình thành đối lập rõ ràng. Ở xa xa Lý Hắc Thủy, Lệ Thiên không nhịn được lòng nguội lạnh, chỉ có hai nhân tộc ra tay, nhưng mà lại đánh về phía bọn họ. Diệp Phàm thu hồi ánh mắt, cũng khó trách những danh môn Nam Vực, không phải bán thánh mà đi lên thì là chịu chết. Bọn họ quả thật khó xử, đại thế đã vậy, mỗi người đều bất an, chỉ cầu tự bảo vệ mình. Dù chỉ còn lại ta, cũng phải giết ngươi. Diệp Phàm nhìn thẳng Thiên Hoàng Tử, ánh mắt hừng hực dọa người, hóa thành hào quang thực chất bắn ra, khiến mấy bán thánh không nhịn được lùi mấy bước. Thiên Hoàng Tử sớm bị trọng thương, đối mặt với ý chí và sát ý dữ dội này, trong lòng rung động, khóe miệng lại tràn máu. Người có thể giết ta còn chưa sinh ra, cũng không thể nào đi ra đời này, hôm nay chính các ngươi phải chết. Hồ chết cũng không mất uy nghiêm, thân phận của hắn bày ra đấy, dù trong lòng e ngại, miệng cũng phải cứng rắn. Cổ tộc, có 1/5 chủng tộc thân thiện với nhân tộc, nhìn nhân tộc phát triển nhiều năm, khiến bọn họ rất xúc động. Còn 1/5 khác bảo trì thái độ trung lập, 3/5 còn lại là đối địch. Hiện giờ, Diệp Phàm trấn nhiếp một bộ phận người xem chiến, nhưng vẫn có một số người muốn ra tay với bọn họ. Ầm. Hỏa Kỳ Tử đến, tay quét phương thiên hỏa kích đánh xuống, đây là thánh khí, lưỡi kích sáng như tuyết to bằng cánh cửa, rũ xuống vạn tia đạo ngân trấn áp Diệp Phàm. Keng. Diệp Phàm tay trái cầm hắc tiễn, đón đỡ lưỡi kích sáng chói, tay phải lục đạo luân hồi quyền đánh về phía đầu Hỏa Kỳ Tử. Giết, giết sạch chúng cho ta. Thiên Hoàng Tử lạnh lùng quát. Bát bộ thần tướng giống to, âm thanh chấn vỡ không biết bao nhiêu ngọn núi, cả vùng đất sụp đổ thành một mảnh đất chết. Cơ gia, một nam tử bề ngoài có vẻ thật bình thường nghe tin tức này, nhíu mày, đứng dậy đi ra ngoài. Ngài, muốn ra tay hay sao? Một vị hóa thạch nói. Đúng vậy, nam tử này ít lời cứng cỏi nói. Mấy hóa thạch cũng không phản đối, cũng không thể nhiều lời, bên ngoài có lẽ không biết thân phận người này, nhưng bọn họ biết rất rõ, không ai lay động được ý chí đó. Thanh niên này bình thường im lặng, bỗng ngừng bước xoay người, nói, hư không đại đế cả đời không kém hơn người, bình ổn náo động hắc ẩm, trấn bất tử sơn, chiến chư thần vực ngoại, chưa bao giờ lùi bước. Cơ gia ta không sợ kẻ nào, dù là trước kia hay hiện tại, có một số việc. Các ngươi cứ yên tâm, chiến trường đại hoang. Ngươi thấy, được chưa, bọn chúng căn bản không dám ra tay, còn người của ta càng ngày càng nhiều. Thiên Hoàng Tử lạnh lùng cười to, quét nhìn người nhân tộc đang xem chiến, sau đó chào phúng Diệp Phàm. Rất nhiều người nhân tộc Nam Vực đang xem chiến đều cúi đầu. Dù có thiên quân vạn mã, hôm nay cũng phải lấy đầu ngươi. Diệp Phàm ánh mắt sắt bén quét về phía Thiên Hoàng Tử, lại ra tay đánh văng phương thiên hỏa kích của Hỏa Kỳ Tử. A! À, đột nhiên, một tiếng hét to truyền tới, một bán thánh cổ tộc bị người ta đánh một chưởng tan xác, máu nhuộm bầu trời. Kẻ nào? Bát bộ thần tướng liền rối loạn. Một nam tử thoạt nhìn rất bình thường, ném vào đám đông thì tuyệt đối sẽ không bị người ta chú ý tới, ra tay giết một bán thánh, lập tức xông tới bên cạnh Thiên Hoàng Tử. Hư không thuật của hắn tuyệt diệu, khó mà phòng bị, bùng một chưởng đánh tới Thiên Hoàng Tử, liền đánh Thiên Hoàng Tử phun máu rút lui. Các bạn đang nghe chuyện Già Thiên của tác giả Thần Đông tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Già Thiên, chương 1136, Phong Thái Đế Tử. Một nam tử thân cao trung bình, diện mạo bình thường, im lặng ít nói đột ngột xuất hiện giữa chiến trường. Ra tay giết một bán thánh cổ tộc, tiếp đó một chiêu đánh Thiên Hoàng Tử phun máu lui ra, nhanh đến mức làm người ta hoa mắt. Hắn bước đi giữa hư không, thiên địa này như không có gì cản được hắn, nhanh chóng triển khai đợt tấn công thứ hai lên Thiên Hoàng Tử, làm cho người ta không kịp phản ứng. Bùng! Thiên Hoàng Tử vội vàng chống cự, thân thể bị chấn lảo đảo lui ra mấy chục trượng, sắc mặt trắng bệch, miệng phun máu. Mọi người ngây ra, đó là nhân vật phương nào? Nhanh như điện giật, còn làm Thiên Hoàng Tử bị thương, thật nằm ngoài dự đoán của mọi người. Người đại hoang ồ lên, người này đột nhiên xuất hiện, đúng là trời giáng thần binh, đánh cho Thiên Hoàng Tử cũng bị thương, trình độ chiến lực khủng bố làm cho người ta hoảng sợ. Trước đây, Thiên Hoàng
Từ đại quyết chiến với Thánh Hoàng Tử, quả thật đã bị trọng thương, hao hết phân nửa chiến lực, không còn dũng mãnh như trước, nhưng người bình thường cũng không thể làm hắn bị thương được. Ở thời đại thánh nhân không xuất hiện này, dù là ở tình huống đó, chỉ có nhân vật cấp đế tử mới làm hắn trọng thương được, ngoài ra, không có ai làm được. Đế tử, hắn là đệ tử nhân tộc, nếu không khó mà tổn thương được Thiên Hoàng Tử. Nhân tộc lại có một vị đệ tử xuất thế, trận chiến này diễn biến thật bất ngờ, càng lúc càng đáng sợ, người dính líu càng phức tạp. Mọi người sớm coi Diệp Phàm là một đế tử, bởi vì hắn có đủ chiến lực, mà lúc này thanh niên tướng mạo không xuất chúng kia hiện thân, cũng được đặt vào hạng này. Phốc, Thiên Hoàng Tử lại bị đánh bay, thiếu chút chết tại chỗ. Nam tử im lặng ít lời kia đánh liền mạch lưu loát, chiến lực khiến mọi người khiếp sợ, liên tục ra tay, phong thái đế tử. Mọi người ai cũng rung động, thế công mạnh mẽ đánh Thiên Hoàng Tử không thở nổi, không ngừng lui bước, không nói được một tiếng, cả người rách toạc, máu tươi phun ra. Ngươi dám? Bát bộ thần tướng rốt cuộc phản ứng lại, có bán thánh ra tay lao tới, ngăn cản hắn ra tay. Vừa rồi bọn họ không phải không muốn cản, nhưng mà mọi chuyện xảy ra quá nhanh, thiên địa bùng nổ. Thanh niên im tiếng kia ném ra một tấm bia, một tòa thần bia hư không xuất hiện, đương trường đè tên bán thánh kia nứt toát cả người, máu tràn lan thiếu chút thân thể nổ tung. Tên bán thánh kia rất mạnh, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, dùng hết sức rút lui, để lại một chuỗi máu tươi thật dài, lộn nhào không xa liền té ngã, thiếu nữa cắm đầu vào đất. Mọi người rung động, nam tử trẻ tuổi mặt xấu xí, thoạt nhìn không có gì xuất chúng này, một bia trưởng trực tiếp đánh ngã bán thánh lộn nhào, thực lực này khiến người ta phát lạnh. Cùng lúc mọi người chấn động, hắn lại lao tới, hư không bị cản trở, vạn vật thiên địa đều là đường. Đi, bước nửa bước là nháy mắt xuất hiện bên cạnh Thiên Hoàng Tử. Phốc, Thiên Hoàng Tử cũng chấn động, nhanh chóng phản kích, chỉ là đạo hạnh pháp lực đều hao hết 7-8 phần, lại bị người này đánh bay, phun ra thần huyết. Đánh tốt, giết tên cẩu hoàng tử kia. Ở xa xa, Đông Phương Giã quát lớn, một mình đánh tới bây giờ, rốt cuộc có nhân sĩ kinh diễm nhân tộc ra tay, hơn nữa mạnh tới như vậy, khiến hắn không khỏi máu nóng sôi trào. Giết! Bát bộ thần tướng vừa sợ vừa giận, đúng là trời giáng kỳ binh, đánh cho bọn họ không kịp trở tay, tới sát cạnh Thiên Hoàng Tử, liên tục bị trọng thương, bọn họ liền tràn tới như thác lũ. Là hắn, người kia tên là Cơ Tử. Xa xa, rốt cuộc có tu sĩ nhân tộc nhận ra thân phận nam tử trẻ tuổi trên chiến trường, mọi người đều ngạc nhiên. Nhân tài mới xuất hiện của Cơ gia, nói chơi hả, đó rõ ràng là một vị đế tử. Một vị giáo chủ run giọng nói, Cơ Tử, vốn từ Cơ gia, là con của hư không đại đế. Mấy lão tu sĩ nhìn nhau, sau đó hoảng sợ, thông qua cái tên cân nhắc ra ý nghĩa thật sự. Coi nhân vật này là nhân tài mới xuất hiện đúng là vớ vẩn buồn cười. Hắn sinh ra ở loạn thế, giam trong thần nguyên, hôm nay tái hiện nhân gian trở thành hào kiệt cái thế tranh hùng với thái cổ hoàng tử. Tử Y Hầu, Lý Khinh Chu sao xứng đặt ngang với hắn, ta nhớ rồi, mười mấy năm trước từng gặp hắn một lần, xuất thế nhiều năm, chẳng qua quá khiêm nhường, chưa bao giờ ra tay. Một vị hóa thạch bỗng bừng tỉnh, một vị đế tử nhân tộc không vang danh phủ xuống, đánh giết vào loạn cuộc, quét ngang cổ tộc tiến sát từng bước, muốn trấn áp Thiên Hoàng Tử. Hư không thần thuật, ngươi là người Cơ gia. Dám là địch với ta, ngươi phải biết rõ sẽ có họa diệt môn. Thiên Hoàng Tử lùi nghiêng một phía quát lạnh. Hư không nhất mạch không yểu hơn ai, nào sợ ngươi uy hiếp, Nam vực không phải chỗ ngươi có thể dương oai. Cơ Tử nói thật bình thản, ra tay càng sắc bén hơn, gần như muốn đánh tan Thiên Hoàng Tử. Mọi người trợn mắt há mồm, đế tử nhân tộc dũng mãnh không thể cản, đáng thương Thiên Hoàng Tử cả người bị thương. Thiếu chút bị Thánh Hoàng Tử chém giết, hôm nay lại bị một vị cường giả im tiếng đánh hắn bay lung tung. Phốc! Thiên Hoàng Tử cả người đầy thương tích, xương sắp gãy vụn, lại bị Cơ Tử đè ép, liên tục trọng thương bại lui. Sảng khoái, đánh chết cẩu Hoàng Tử kia, đánh chết hắn. Ngay cả Yến Nhất Tịch phong lưu phóng khoáng như thế cũng không nhịn được hét dài, hô to lên. Có rất nhiều người nhân tộc đang xem chiến, nhưng không có một người hỗ trợ. Trong đám người lạnh lùng nhảy ra một vị Cơ Tử kinh diễm, khiến người ta bị xúc động. Không thẹn phong thái đế tử, đây là tiếng lòng của mọi người. Dù là các cường giả cổ tộc đối địch, cũng không nói ra được lời bôi nhọ nào. Giết! Tiếng kêu thét rung trời, mấy bán thánh đồng loạt ra tay, bát bộ thần tướng điên cuồng đánh vào chống lại Cơ Tử. Nếu không thể tách hai người ra, Thiên Hoàng Tử sẽ nguy hiểm, có thể sẽ ngã xuống ở đây. Đế tử nhân tộc vô địch,
Rất nhiều người có thể nhìn ra điều này, đè ép đánh thiên hoàng tử vết thương chồng chất, lúc nào cũng có thể chết giữa hư không. Vào lúc này, vạn người chú ý, mọi người ngừng thở không dám chớp mắt, khẩn trương nhìn chiến trường, sợ bỏ sót khoảng khắc chiến đấu. Tuy rằng Cơ Tử tướng mạo thường thường, im lặng kiệm lời, nhưng lúc này lại khiến người ta sáng chói phá tan chín tầng trời, một người có nghĩa sinh động, chân thật khiêm nhường, đứng ra vào lúc mấu chốt. Hư không thần thuật ở trong tay hắn xuất thần nhập hóa, thiên địa tứ hải dưới chân hắn, lại một chiêu thật nặng đánh thiên hoàng tử té nhào, chật vật không chịu nổi, tóc tai bù xù. Bát bộ thần tướng, bán thánh đồng loạt xông lên cũng không cản được, không thể phá giải đại hư không thuật, không đâu không có hắn. Ầm, vào lúc mấu chốt, hoàng hư đạo xuất hiện, phượng hót xé trời, vung tay đánh lên như tiên hoàng chém ngược tiên vực, trời sụp đất nứt cản trở Cơ Tử. Vào khoảng khắc nguy cấp, vẫn là cổ hoàng tử hiển lộ thần uy, mạnh mẽ khí phách, bát bộ thần tướng không có tác dụng, hoàng hư đạo thay bọn họ cản trở Cơ Tử. Lúc này hắn sẽ không bảo thủ như trước, nếu còn cho có lệ, thiên hoàng tử thật sự sẽ bị người ta chém chết, hắn phải dốc hết khả năng đại chiến Cơ Tử. Đáng tiếc, chỉ còn thiếu một bước, ngay cả Diệp Phàm cũng cảm thấy đáng tiếc, tiếp tục như vậy không được. Thánh hoàng tử nhíu mày, bởi vì Hỏa Lân Nhi cũng muốn ra tay, hắn vừa vung hắc thiết côn đại chiến, vừa nói với Diệp Phàm. Các ngươi lui ra trước, ta cần một thời gian mới có thể chém giết thiên hoàng tử, Diệp Phàm nói. Thánh hoàng tử lắc đầu, nói, ta có thể ra tay chém hắn, không ai làm khó được ta. Còn ngươi sẽ không thể ra tay với hắn, bằng không sẽ có họa lớn. Một cột sáng vọt lên, Diệp Phàm dùng đại hư không thuật của Cơ gia truyền thần dịch cho hầu tử, khiến tinh khí thần của hắn tăng vọt một mảng lớn, mất sạch vẻ uể oải. Được, vậy hôm nay phải giết hắn. Thánh hoàng tử ánh mắt sáng rực, khí nuốt núi sông, đương trường dọa mấy bán thánh rút lui. Vương Đằng sừng sững trên chiến xa cổ màu vàng, chạy ra thật xa, cũng không đi lên trước, nửa đường giết ra một Cơ Tử làm cho hắn cảm giác nơi đây rất nguy hiểm. Còn cường giả nhân tộc thần bí khác cũng trốn ra xa, ẩn nấp chờ đợi thời cơ. Ầm. Diệp Phàm đại chiến Hỏa Kỳ Tử, dẫn lửa chiến lan tới gần thiên hoàng tử, đánh tới bên đó, cổ hoàng tử cũng khó vây khốn hắn, hắn mạnh mẽ xông ra. Rốt cuộc, Hỏa Lân Nhi cũng ra tay, mỗi một sợi tóc trên mái tóc dài màu lam như đè sập tầng trời, khuôn mạnh lạnh lẽo, đôi mắt như nước ẩn chứa sát khí trấn áp Diệp Phàm. Bây giờ là đại thế, sẽ thành truyền thuyết, huynh muội Hỏa Lân động hợp chung một, chỗ sẽ vô địch thiên hạ, không đơn giản như một cộng một, có thể quét ngang thế gian. Diệp Phàm đánh tới đỏ mắt, dù là đối mặt với đôi huynh muội vô địch này cũng vẫn không sợ, nắm đấm như đá của hắn chọi cứng với thánh khí phương thiên họa kích của Hỏa Kỳ Tử. Giống, Diệp Phàm giống to một tiếng, tay phải vô tình hợp với chân nghĩa lục đạo luân hồi, đánh ra một chiêu kinh thiên động địa, gần như đè lên thân thể tuyệt mỹ của Hỏa Lân Nhi, lao vọt đi dũng mãnh vô song chưa từng có. Hắn một mình kéo khắp chiến trường, không ngừng tiến tới phía thiên hoàng tử, quét ngang bát bộ thần tướng, thỉnh thoảng còn chọi cứng mấy trận với bán thánh, dòng máu hiếu chiến trong cơ thể sôi trào. Nhưng mà có chút không ổn, trong những cổ tộc xem chiến có mấy kẻ mạnh mẽ như bán thánh, chiến lực vô cùng sắc bén làm người ta sợ hãi. Hơn nữa đại quân bát bộ thần tướng giết không hết, bao phủ toàn bộ nơi này. Thánh hoàng tử vừa khôi phục một ít nguyên khí, lại rơi vào khổ chiến. Đám người Diệp Đồng cũng tràn ngập nguy cơ, không chỉ có bán thánh tấn công, còn có Vương Đằng cùng một vị cường giả nhân tộc thần bí khác tập kích. Cơ Tử đại chiến hoàng hư đạo, đây là một trận quyết đấu đỉnh cao chân chính, con đại đế cổ chống lại con thái cổ hoàng, kinh thiên địa khiếp quỷ thần, khiến người ta nhìn hoa cả mắt. Phong thái đệ tử kinh diễm cổ kim, hoàng hư đạo cũng mạnh mẽ đến mức khiến người ta run sợ, chấn vỡ đạo ngân, mặc chiến y kim loại ngũ sắc, lông phượng hoàng vọt lên, hào quang phủ thiên địa rung trời sụp đất. Đại quân bát bộ thần tướng ổn định, mấy bán thánh mạnh mẽ bảo hộ thiên hoàng tử ở giữa, không ai tới gần được, hắn lấy ra một lọ thần dịch uống vào, xương cốt rung động, khôi phục nguyên khí. Khóe miệng thiên hoàng tử nhếch lên một tia lạnh lẽo, không ngừng cười lạnh, hơn nữa tiếng cười càng lúc càng lớn, lời nói âm trầm, đến lúc này, các ngươi không thể xoay chuyển được nữa. Vừa rồi, hắn đạo tâm không ổn, trước tiên bị thánh hoàng tử lấy thiết côn thiếu chút nữa đánh chết, sau lại thiếu chút bị Cơ Tử giết chết, suýt nữa ngã xuống. Lúc này chúng quân vây quanh, đại cục đã định, thiên hoàng tử hoàn toàn chấn định lại, ánh mắt lạnh lẽo, hạ quyết tâm phải trừ bỏ mấy đại địch. Diệp Phàm nhíu mày, tiếp tục như vậy thì không thể tưởng tượng được hậu quả, tình thế thật không ổn.
hắn bị huynh muội Hỏa Lân Động bám trụ, hai người hợp nhất chiến lực tăng vọt vượt quá tưởng tượng. Các ngươi đi giết Thiên Hoàng tử, ta cản tất cả. Diệp Phàm truyền âm với Cơ Tử cùng Thánh Hoàng tử. Hắn gầm to, khai triển dị tượng, đáng ngang 3.000 giới, nghịch chiến 9 tầng trời, từng đạo dị tượng mơ hồ vọt lên. Khủng bố cực hạn, cuốn lấy Hoàng Hư Đạo, gom lấy những bán thánh cùng bát bộ thần tướng vây giết hầu tử tới cạnh mình. Mọi người khiếp sợ, chiến lực như vậy phải mạnh cỡ nào? Muốn một mình chống lại những cổ hoàng tử, còn phải chịu đựng công kích của bán thánh cùng bát bộ thần tướng, còn có Vương Đằng, cường giả nhân tộc thần bí tập kích, quả là nghịch thiên mà. Mọi người cùng công kích, dù cho các dị tượng mạnh cỡ nào, Diệp Phàm cũng không chịu nổi, muốn phun ra một ngụm máu, lại bị hắn mạnh mẽ nuốt xuống. Hắn đúng là muốn chết, không ai có thể sáng tạo ra thần thoại này, ba vị cổ hoàng tử cùng ra tay. Hai vị cường giả nhân tộc không kém hơn đánh bên sườn, còn có mấy bán thánh cùng với bát bộ thần tướng. Dù cho là thần linh chuyển thế cũng phải tử trận, có cường giả cổ tộc cười lạnh. Diệp Đồng lo lắng, hắn biết rõ sư phụ rơi vào tuyệt cảnh, có thể sẽ ngã xuống, cùng đám người Lệ Thiên thúc đẩy thần nữ lô ngăn cản bát bộ thần tướng, tránh cho càng nhiều người đánh tới. Giết! Thánh hoàng tử giống to, sau khi được cứu thoát, tinh khí thần cả người thiêu đốt, quay lại đỉnh cao, bộ lông vàng sáng chói đánh về phía Thiên hoàng tử. Nhưng mà bên này cũng có cao thủ. Tọa chấn, bán thánh mạnh nhất tụ tập bên này, hơn nữa Thiên hoàng tử không hổ là huyết mạch thể chất đứng đầu thiên hạ, lúc này đã sắp phục hồi tới đỉnh. Thiên hoàng tử cười lạnh tàn khốc, nói, kẻ kia chết chắc rồi, hắn không chống đỡ được, các ngươi cứ xông tới đây, ta muốn diệt sạch các ngươi. Hắn nói thật, Diệp Phàm nguy hiểm cực điểm, một mình bị ngàn quân công kích, ngay cả những dị tượng của hắn liên hợp có 102, vẫn có nguy hiểm ngã xuống. Máu tươi không ngừng trào lên, đều bị hắn ép nuốt xuống, thân thể luôn có thể bị đánh tan, lung lay muốn ngã. Ta tới, Cơ Tử đột nhiên lui về. Hắn không nói nhiều, muốn thay Diệp Phàm ngăn cản những người này. Hắn không chỉ luyện hư không thần thuật tới tuyệt hảo, còn sáng tạo độc đáo, kéo mọi người vào hư không vô tận. Diệp Phàm không chậm trễ, Cơ Tử thích hợp quần chiến, có thể làm đám người tạm thời rơi vào vũng bùn hư không vô tận, tiến hành trục xuất, nhưng cũng là lấy mạng cản trở, không thể cho hắn chần chừ. Kẻ cản ta chết. Diệp Phàm vung nắm đấm, thân nhập vào thạch thai thánh cấp hộ thể, dũng mãnh không thể cản, một quyền đánh một bán thánh tan xác, xương trắng bắn tung tóe, máu phun trào. Hắn chém giết giữa ngàn quân, sát ý sôi trào, đây là lần đầu tiên sau khi hắn trở về phải liều mạng như thế. Đánh tới bước này, mặc kệ thể nào cũng phải chém ngã Thiên hoàng tử, bằng không ngày sau khó có cơ hội. Trước có Thánh hoàng tử, sau có Diệp Phàm, cùng xông tới, một bán thánh mạnh nhất bị giết, Thiên hoàng tử sắc mặt trắng bệch, nắm chặt thiên đao bất tử. Diệp Phàm tung hoành bốn phương, tàn chi xương máu không ngừng bắn ra, hắn như sát thần không gì cản nổi, lao thẳng về phía Thiên hoàng tử. Bát bộ thần tướng hung hãn không sợ chết cuồn cuộn kéo tới, tạo thành bức tường dài, nhưng khó mà cản nổi Diệp Phàm. Phía trước máu thịt tung tóe, hắn dùng xương máu đắp thành con đường đạp lên trời, đông đảo cổ tộc phơi xác dưới chân hắn. Thật sự muốn diệt Thiên hoàng tử hay sao? Trong đám người xem chiến có người nói. Có lẽ thật sự thành công, nhưng quá nửa sẽ gây ra một trận sóng to gió lớn, chúng ta tốt nhất tránh xa. Cũng có người run run nói. Đối địch với ta, ngươi sẽ đại họa khôn cùng. Không cần nói ngươi không giết được ta, dù cho thành công, nhân tộc cũng sẽ không hoan hô cho ngươi. Thiên hoàng tử nắm chặt thiên đao bất tử giơ lên cao, ánh mắt khiếp người. Ý ta đã quyết, hôm nay phải chém ngươi, là địch với cả thế gian thì sao, ta hoành hành 9 tầng trời, đánh ra một con đường. Diệp Phàm giống to một tiếng, chấn động những cổ tộc phía trước run lên, nhiều người thân thể trực tiếp nổ tung thành xương máu. Các bạn đang nghe chuyện Già Thiên của tác giả Thần Đông tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Già Thiên, chương 1137, Hành hung Thiên hoàng tử. Máu tươi, xương trắng, binh khí vỡ vụn, xẹt qua không trung thành bức tranh thảm thiết. Mũi thương vó ngựa, giáp sắt lóe sáng, chiến trường xưa nay đều là tàn khốc, từng cái đầu đẫm máu bay lên, trong mắt tuyệt vọng không cam lòng, không có lời văn nào có thể hình dung. Một sinh mệnh trôi đi, mạng người không bằng cỏ rác, máu xương lót thành con đường, là thuyết minh tốt nhất trên chiến trường. Đây là đại thế thiên cổ khó hiện, vạn tộc đồng loạt đi ra, loạn thiên động địa, bất cứ bộ tộc,
hay là một người nào quật khởi đều khó mà bình ổn. Từ khi bắt đầu đại chiến đến giờ ngay cả Diệp Phàm cũng bị thương, không có huyết khí hoàng kim tràn ra không có nghĩa là chưa liều mạng, hắn dốc hết khả năng, đủ loại kỳ ảo xuất hiện hóa vào đạo ngân. Trên đường hắn bước tới, máu xương bắn tung tóe, giết người tới mức đỏ mắt, hắn đang tắm trong cơn mưa máu. Diệp Phàm biết, nhất định có người sớm hoài nghi hắn, lục đạo luân hồi quyền cùng các loại dị tượng âm thầm hợp lại, không phải chân chính hiện ra, nhưng cũng có thể nhìn thấu đôi điều. Hắn che, giấu chân thân để tránh dẫn tới nhiều người cổ tộc đánh tới, trận chiến thiên đoạn sơn mạch năm đó sáng tạo uy danh chấn thế, nhưng cũng khiến người cổ tộc hận hắn thấu xương. Diệp Phàm đánh ra một quyền, đại quân bát bộ thần tướng nổ tung từng mảng, lệ khí quét ngang, tiếng hò hét rung trời không cam lòng, máu thịt tung tóe. Chân thân hắn nhập vào thạch thai, tương đương mặc một bộ thánh y, chặn đứng pháp bảo binh đao đầy trời, nơi đi qua xác chất như núi, không ngừng rơi xuống. Dù vậy, Diệp Phàm bị thương từ lâu, có bán thánh dùng thánh khí, thế công đáng sợ chọc thủng hư không, đánh hắn bị thương. Diệp Phàm giết không biết bao nhiêu người, chiến trường tàn khốc như thế, muốn chiến thắng cuối cùng thì lòng phải rắn như thép, không có thương hại đồng tình, hơi mềm yếu một chút sẽ bị người ta chém giết. Thiên hoàng tử lòng e ngại, kẻ đối diện không sợ chết lao tới như ma thần, khí thế nuốt núi sông đè hắn không thở nổi. Tất cả xông lên giết hắn cho ta, thiên hoàng tử hô lớn. Bát bộ thần tướng hung hãn không sợ chết, 7-8 phần 10 đã tổn thất trong chiến dịch này, nhưng người còn sống vẫn đánh sâu vào, nhất là có bán thánh kéo theo thánh khí đánh tới. Hai cây hắc tiễn lơ lửng bảo vệ trên đầu Diệp Phàm, hắn cầm trường thương ẩm kim quét ngang ngàn quân, mưa máu rơi xuống, vô số tàn chi. Đến bước này Diệp Phàm không thể lùi, dù là rơi vào vòng vây bị đánh sâu trọng thương, rốt cuộc chống lại một bán thánh hùng mạnh. Đối phương mang theo một tấm lá chắn cổ quái đánh tới, thanh khí quấn quanh nặng hơn cả núi cao. Rắc. Dù huyết khí của Diệp Phàm không còn đầy tràn, nhưng vẫn phấn khởi vẫn như cũ, hai mắt bắn ra hai đạo ánh sáng như lửa. Cầm thương đâm tới trước, lấy dị tượng đối đầu đánh ra một chiêu mạnh nhất, cổ thuẫn vỡ vụn. A, một tiếng thét thủng trời, mũi thương sắc bén đâm tới, thân thể bán thánh kia bị xé tan, chết ngay tại chỗ, máu tươi tma lan, ánh mắt đầy tuyệt vọng. Bên kia, thánh hoàng tử đã liều mạng đánh giết khắp nơi như hổ vào đàn dê. Một cây thiết côn quét bát bộ thần tướng gãy xương nát thịt, hắn đánh thẳng tới trước, tuy rằng tình trạng thân thể không tốt, nhưng trong lòng nghẹn lửa giận khiến khí thế của hắn như núi cao, khiến thiên hoàng tử xa xa không khỏi lùi bước. Hết rồi, Diệp Phàm lẩm bẩm. Không lãng phí một chút nào, cơ tử đang dùng mạng cản trở, trục xuất đám người hoàng hư đạo, hỏa lân nhi vào hư không vô tận, những người đó có thể đánh ra bất cứ lúc nào, khiến hình thể hắn tan vỡ. Vào lúc này, dị tượng của Diệp Phàm lại tái hiện, mỗi một đạo mơ hồ, nhưng uy lực mạnh mẽ khí phách cực điểm, xé nát rất nhiều bát bộ thần tướng, đánh ra một khu trống trải phía trước. Giết! Tiếng hô to rung trời, đại quân không sợ chết nhanh chóng đánh tới. Lên! Diệp Phàm hét lớn một tiếng, mở ra dị tượng, ném thánh hoàng tử xuyên thấu hư không truyền tống tới cạnh thiên hoàng tử. Thánh hoàng tử, ngươi có thể làm gì được ta? Ta uống thần dịch gần như phục hồi, lần này xem ta giết ngươi như thế nào. Thiên hoàng tử cũng nổi giận, liên quan tới sống chết, sao không khiến hắn phát cuồng được? Keng! Thiên đao bất tử sáng như tuyệt va chạm với cây côn đen thui, tiếng kim loại truyền khắp bát hoang lục hợp. Chấn động nhiều người đang xem chiến thiếu chút xuất khiếu, hai vị cổ hoàng tử bắt đầu trận chiến tranh hùng tuyệt thế. Diệp Phàm khai triển dị tượng, đạp bí quyết chữ hành nhanh đến cực hạn, như thời gian ngừng trệ, còn hắn xuyên qua hư không nhanh chóng lao tới. Nhưng lúc này khắp nơi là bát bộ thần tướng, mấy bán thánh liều mạng ngăn chặn, tuy rằng triển khai bí quyết chữ hành có thể đi khắp ngõ ngách thiên địa, tốc độ đến cực hạn. Nhưng mà quá nhiều người, xuất hiện bất cứ đâu cũng phải đánh, mấy bán thánh bất chấp mọi giá quấn tinh thần trên người hắn, chiến pháp như bóng với hình không chết không ngừng. Ở xa xa, hư không tan vỡ, hoàng hư đạo thoát, vây đi ra, hóa thành tiên phượng dập nát hư không. Trên khuôn mặt bình thường của cơ tử xuất hiện màu hồng, khóe miệng tràn ra tia máu, bị thương không nhẹ, rốt cuộc có người thoát khỏi bí thuật của hắn. Cùng lúc, hai mảnh thiên địa khác tan vỡ, hỏa kỳ tử cùng hỏa lân nhi trước sau lao ra, đánh vào hư không, thoát khỏi vũng bùn. Ha ha! Thiên hoàng tử lạnh lẽo cười to, sát khí bành trướng, lúc này hắn tràn đầy tin tưởng, quát, tất cả không thể thay đổi, các ngươi không thể xoay chuyển được, đều phải chết ở đây. Cơ tử thân hình lảo đảo, phun máu lui ra,
Càng có nhiều người thoát vây chạy ra, ba đại cổ hoàng tử Hoàng Hư Đạo đuổi theo hướng Diệp Phàm. Thánh hoàng tử, hôm nay ta chém đầu ngươi trước, tiếp đó lấy bọn chúng tế trời, không ai trong các ngươi còn sống mà đi. Thiên hoàng tử khóe miệng tươi cười tàn khốc. Thiên đao sáng như tuyết tung hoành chém xuống, thiên địa bị cắt thành mấy chục đoạn, càn khôn tan vỡ, ánh đao tuyệt thế. Thiên hoàng tử tràn đầy khí thế, phát huy toàn bộ chiến lực thật sự, trở nên vô cùng đáng sợ. Ầm ầm ầm. Vương Đằng khống chế chiến xa cổ màu vàng nghiền ép bầu trời, cầm chiến kiếm hoàng kim đánh về phía Diệp Phàm, kiếm quang chói mắt chiếu sáng vĩnh hằng. Keng. Diệp Phàm xoay người, một thương chấn vỡ kiếm quang, cách không đánh ra, trường thương ẩm kim quét qua thiên địa, vẽ lên một đạo ánh sáng thần tính bất hủ. Phốc. Vương Đằng phun máu, thân hình chấn động suýt ngã khỏi chiến xa, vội chạy ra mấy trăm trượng. Tẹt. Một đạo ánh sáng như rắn độc bắn tới, đâm vào gáy Diệp Phàm, uy thế khủng bố trời sụp đất nứt. Hắn lại xoay người, một chiêu đánh vào khoảng không, cường giả nhân tộc không biết thân phận kia chợt lóe biến mất ở xa xa. Giết! Hoàng Hư Đạo, Hỏa Kỳ Tử, Hỏa Lân Nhi ra tay, vừa muốn tiến lên quấn lấy, Cơ Tử phun máu đuổi theo, nhưng không cách nào cản được ba người. Ha ha! Ánh mắt Thiên Hoàng Tử càng khiếp người, lãnh khốc cười to, quét qua mọi người. Hắn đang nhìn thấy thắng lợi. Phá! Diệp Phàm hét lớn, liều mạng vận chuyển bí quyết chữ hành, phát huy đến cực hạn, dưới chân tràn ra đạo văn khôn cùng, lập tức đan vào chỗ Thiên Hoàng Tử. Soạt! Hai người hóa thành hai đạo ánh sáng lóe lên biến mất khỏi chiến trường. Diệp Phàm hợp một thân đạo hạnh thi triển bí thuật này đến tận cùng trước mắt, không chỉ gần như hóa thành ánh sáng, ngay cả Thiên Hoàng Tử cũng bị kéo đi. Không xong! Rất nhiều cổ tộc kêu to. Diệp Phàm cùng Thiên Hoàng Tử đồng thời xuất hiện trên bầu trời cách đó mấy chục dặm, đại chiến kịch liệt. Tinh khí thần của Diệp Phàm kéo lên đến cực hạn, đánh đến máu sôi trào. Thiên Hoàng Tử giống to, vung thiên đao bất tử, ánh sáng trắng chói lọi chín tầng trời, nhưng liên tục thua trận, không ngừng bị đè ép. Diệp Phàm liều mạng tấn công, một thương chọc xé đầu hắn, nếu không phải Thiên Hoàng Tử có thánh khí hộ thể, chỉ một thương này đã lộn ngược thiên linh cái. Trong lòng Diệp Phàm nghẹn lửa giận, tốc độ càng lúc càng nhanh, thi triển bí quyết chữ hành, thân thể gần như hóa thành ánh sáng. Đánh cho xương cốt toàn thân Thiên Hoàng Tử không ngừng vang ra tiếng, liên tục hộc máu, bị đánh bay mấy lần. Ở xa xa, mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, con của thần hôm nay bị đánh thật thảm, liên tục bị ba người hành hung, kẻ sau mạnh hơn người trước. Giết! Khoảng cách mấy chục dặm có thể bỏ qua, đại quân bát bộ thần tướng đánh tới như thủy triều, mấy người Hoàng Hư Đạo, Hỏa Kỳ Tử nhanh như điện giật, nháy mắt đi tới. Đi chân hiền thành, Diệp Phàm âm thầm truyền âm với đám người Thánh Hoàng Tử, Cơ Tử, Hắc Hoàng, bởi vì hắn dự cảm được có thể sẽ có thánh nhân giá lâm. Lúc này, Diệp Phàm nắm giữ bí quyết chữ hành xuất thần nhập hóa, đạo văn dày đặc dưới chân, đan ra một mảnh sáng lạn, lúc này bí thuật thăng cấp đến trạng thái kỳ diệu. Diệp Phàm tế ra một cái trận thai, dùng ánh sáng khó tưởng của bí quyết chữ hành, bao bọc kéo theo Thiên Hoàng, từ khoảnh khắc tiến vào vực môn, biến mất khôi chiến trường. Chuyện lớn không xong rồi, mọi người cổ tộc hoảng loạn. Bát bộ thần tướng cùng bán thánh có đông hơn cũng không làm gì được, đi đâu đánh. Kẻ địch kéo theo Thiên Hoàng Tử vượt qua không gian, biết đi tới chỗ nào. Cùng lúc, đám người Thánh Hoàng Tử, Cơ Tử, Hắc Hoàng cùng mở ra vực môn, biến mất khỏi nơi này. Gần như cùng lúc, Thánh Uy Viễn Cổ phát ra dập nát thiên địa, nhưng không thể thay đổi được gì. Lúc đại chiến thì Diệp Phàm đã biết, xảy ra chuyện lớn như thế, quá nửa sẽ dẫn ra nhân vật khó lường, vào lúc mấu chốt sẽ ra tay ngăn cản, khiến bọn họ thất bại trong gang tấc. Còn bây giờ vượt qua hư không, khoảng khắc chạy xa, dù cho thánh nhân cũng không thể lập tức đuổi tới, đổi một chiến trường khác có thể giết được Thiên Hoàng Tử. Trong quá trình này, hai người quyết đấu dữ dội, tử chiến giữa hư vô bóng tối, thiếu chút đánh thủng đường hầm không gian. Diệp Phàm tạo ra dị tượng củng cố xung quanh, gắn chặt bên trong, quyết chiến sinh tử. Thiên Hoàng Tử có được thể chất huyết mạch đứng đầu thiên hạ, không phải chỉ có hư danh. Hắn chấn ra các loại ánh sáng cản trở dị tượng đánh tới, mấy lần thiếu chút trốn ra hư không vô tận. Cuối cùng ánh sáng lóe lên, bọn họ lại xuất hiện trong thế giới thật, ở trong một mảnh sơn mạch ngoài chân hiền thành. Thiên Hoàng Tử, ta xem ngươi chạy đi đâu. Diệp Phàm thu hồi trường thương ẩm kim, vừa xông lên là lục đạo luân hồi quyền, huyết khí hoàng kim ngập trời ầm ầm bao phủ phía trước. Quả nhiên là ngươi. Thiên Hoàng Tử vừa kinh vừa sợ, dốc sức nghênh chiến,
nhưng đáy lòng e ngại, rõ ràng lọt vào thế xấu. Phốc! Trong chiến khí hoàng kim sôi trào, đôi tay của Thiên Hoàng Tử gần như gãy nát, phun máu bắn ra. Ngươi lại đây cho ta. Thánh Hoàng Tử xuất hiện, vừa đặt bước ra khỏi vực môn, vừa lúc thấy hắn bị đánh bay, vung thiết côn đập xuống. Bùm! Thiên Hoàng Tử kêu thảm thiết, thiếu chút nữa, bị đáng gãy ngang, cả thân thể co rụt. Một vực môn khác mở ra, Cơ Tử bước ra, một lời không nói, một chưởng đánh xuống đánh gãy không biết bao nhiêu xương sườn của Thiên Hoàng Tử, chấn hắn trở lại. Thiên Hoàng Tử kêu thảm thiết, cả người đầy thần huyết, từ khi xuất thế hắn tiến thẳng một đường, những năm gần đây đứng trên Đông Hoang nhìn xuống thiên hạ, ai dám đối đầu với hắn. Nhưng hôm nay thảm thiết như thế, bị ba đại cao thủ trước sau trà đạp, hành hung muốn chết. Ầm. Diệp Phàm không chút che giấu, huyết khí hoàng kim sôi trào, quét đùi phải ngang ra ngoài, đá Thiên Hoàng Tử bay ra mấy trăm trượng, lại gãy nhiều khúc xương. Ngay sau đó, Hắc Hoàng, Diệp Đồng lao ra vực môn, nhìn một màn này đều thét to, một đám xoa tay nắn trưởng. Diệp Phàm, Thánh Hoàng Tử, Cơ Tử vây quanh Thiên Hoàng Tử, hành hung một trận, mỗi lần đều có thần huyết bắn ra, không ngừng vang lên tiếng hét thảm. Các bạn đang nghe chuyện Già Thiên của tác giả Thần Đông tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Già Thiên, chương 1138, Thiên Hoàng Tử mất mạng. Hành hung Thiên Hoàng Tử, nếu không có mặt ở đây, nói ra thì ai cũng không tin, nhưng hôm nay đã thật sự xảy ra, Diệp Phàm, Cơ Tử, Thánh Hoàng Tử thành góc tam giác vây quanh hắn, liên tục đánh bay. Bùng! Hắc thiết côn trong tay Thánh Hoàng Tử như dao long bắn ra, quất bay Thiên Hoàng Tử, lưng muốn gãy vụn, phát ra một tiếng rên bắn vọt đi. Ầm! Nắm đấm vàng của Diệp Phàm vung lên, nặng nề đánh lên người Thiên Hoàng Tử, lại khiến hắn bay đi, phun ra thần huyết ngũ sắc. Cơ Tử cũng trực tiếp, nhấc tay xuất hiện một khối thần bi hư không trấn áp xuống, suýt nữa đánh Thiên Hoàng Tử thành một khối bùn, cả người bắn đầy máu. Ba nhân vật cấp đế tử ra tay, dù là con của thần cũng không chịu nổi, chịu khổ quần ẩu, toàn thân xương cốt gãy vụn, cả người đầy máu không thành hình dạng. Đánh tốt, tên cẩu hoàng tử này ngay cả bình dân cũng giết, giết sạch. Toàn bộ người phàm ở yên địa, hắn máu lạnh tới cỡ nào. Chết 100 lần cũng không thể tha tội, Lý Hắc Thủy nói. Đông Phương Giã, Lệ Thiên, đều xông tới, một đám vô cùng hưng phấn, mắt sáng rực. Thật khó có thể bắt sống được Thiên Hoàng Tử, tất cả đều nóng lòng muốn thử tự tay hành hung hắn một trận. Thiên Hoàng Tử ánh mắt lạnh lẽo, cả người co rút, bị ba người Diệp Phàm cùng Thánh Hoàng Tử đánh sắp tàn, xương cốt gãy nhiều chỗ, không có một chút sức chống trả. Năm đó ngươi đuổi giết chúng ta còn chưa tính, hôm nay càng không kiêng nể gì, diệt không ít giáo thống nhân tộc, ngay cả bình dân cũng giết, đúng là không có chút tính người mà. Đông Phương Giã là chiến thể man tộc, bàn tay hắn như cối xay, kéo theo khí áp bùng nổ, chấn Thiên Hoàng Tử phun máu. Ở cạnh, Lệ Thiên cũng đánh ra một quyền lên cằm Thiên Hoàng Tử, một chuỗi thần huyết kéo ra mấy thước. Cẩu Hoàng Tử, ngươi cho ngươi là thần, có thể đứng trên thiên hạ nhìn xuống thương sinh, muốn giết ai thì giết. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Lý Hắc Thủy, Đông Phương Giã, Lệ Thiên mấy người vây lên, quyền đấm cước đá đánh một trận, không ngừng mắng to. Hắc Hoàng khó chịu nói, Cẩu Hoàng Tử, là cái hoàng tử khốn nạn gì, đừng chụp cho hắn cái biệt hiệu đó, ai cho hắn ngang cấp bậy bạ với bổn hoàng. Một đám người ra tay, đáng tiếc Thiên Hoàng Tử hoành hành thiên hạ nhiều năm, kết quả lại thành bao cát, bị một đám người bu lại hành hung. Cẩu Hoàng Tử, cho ngươi kiêu ngạo, cho ngươi dám đổ thành. Long Mã đá hậu một cái, thiếu chút đá nát đầu Thiên Hoàng Tử. Đã nói không được gọi biệt hiệu được nữa mà. Hắc Hoàng vỗ xuống một cái, đương nhiên không phải đánh mọi người, mà là độc ác tát Thiên Hoàng Tử, lúc này đáng lộn mười mấy vòng. Ngươi cũng có hôm nay. Khóe miệng Diệp Phàm mang theo một tia lạnh lẽo, một cước đạp lên mặt hắn. Nhân tộc ti tiện, trong mắt Thiên Hoàng Tử tràn ngập lạnh lẽo. Tới lúc này còn cãi cứng, lột da ngươi ra. Long Mã nhấc móng to như cái chén trực tiếp đạp lên mặt hắn. Thiên Hoàng Tử là Mỹ Nam Tử đứng đầu thiên hạ, khuôn mặt tuấn Mỹ đương trường bầm dập, sưng như đầu heo. Nếu ta chết, các ngươi không ai sống được. Thiên Hoàng Tử rất bình tĩnh, ánh mắt lóe ra tia tàn nhẫn. Ngươi cảm thấy chúng ta không dám giết ngươi. Diệp Phàm cười to, một cước đạp ra quét bay hắn như đá cầu. Bên kia, Thánh Hoàng Tử sớm chờ lâu, thiết côn giơ lên cao, sau đó dùng sức đánh ra,
quật lên người Thiên Hoàng Tử. Răng rắc, không ngừng vang lên tiếng xương cốt vỡ vụn, nháy mắt hơn trăm đoạn xương trên người hắn đều nát, máu tươi đầm đìa, bị cây côn đập xuống đất khó mà nhúc nhích. Các ngươi quần chiến ta, tính là cái gì? Là đế tử thì độc chiến với ta có thể giết toàn bộ các ngươi. Thiên Hoàng Tử âm trầm nói, vẻ mặt lãnh khốc, căn bản không phục. Ngươi không xứng nói lời này, Thánh Hoàng Tử nói. Đầu tiên ngươi bị Thánh Hoàng Tử đánh thiếu chút là chết, sau đó suýt bị Cơ Tử giết, cuối cùng thì bị Diệp Phàm đánh sắp tan xác, còn có tư cách nói lời này. Lệ Thiên nói, kéo bát bộ thần tướng tới, dẫn đám người Hoàng Hư Đạo, Hỏa Kỳ Tử vây công sư phụ ta cùng Thánh Hoàng Tử, ngươi còn không biết xấu hổ nói độc chiến. Từ đầu tới cuối ngươi cũng không dám, Diệp Đồng nói. Bát bộ thần tướng cùng mấy cổ hoàng tử sau lưng ngươi đều không được, bây giờ còn dám nói độc chiến, buồn cười. Ngay cả Yến Nhất Tịch tính tình rất tốt cũng không nhịn được cười lạnh. Tránh đêm dài lắm mộng, sớm làm thịt hắn đi, nói không chừng có tổ vương thái cổ đuổi giết tới. Hắc Hoàng nói, đúng. Diệp Phàm gật đầu, trực tiếp dùng nắm đấm vàng đánh ra, Thiên Hoàng Tử bay ra mấy trăm trượng, máu tươi đầm đìa. Nhưng mà hắn chỉ hóa thành thịt nát, dù xương cốt gãy vụn, nhưng bản thân không tan rã, khớp xương kêu vang lên, nhanh chóng nối liền lại. Mọi người nhìn nhau, thầm than thở không hổ là con cháu thần linh vạn tộc tôn thờ, có thể chất huyết mạch đứng đầu thiên hạ, không phải chỉ là hư danh. Đương thời, quá ít người có thể dùng thân thể chống lại một quyền của Diệp Phàm, Thiên Hoàng Tử thừa nhận được, hơn nữa còn có thể lập tức khôi phục, quá sức khủng bố. Huyết mạch tên cẩu hoàng tử này thật quá mạnh, các ngươi xem, cả người hắn sáng rực, đại đạo luân âm vang lên, bị thương nặng như thế cũng nhanh chóng khôi phục được. Đông Phương Giã thở dài. Thánh Hoàng Tử ra tay, thiết côn màu đen nện xuống lại đánh tan xương cốt Thiên Hoàng Tử, ngũ tạng lục phủ nát vụn, nhưng hình thể của hắn vẫn không tiêu tan, thần quang bắn ra, nhanh chóng khép lại. Mọi người kinh hãi, tuy rằng Thiên Hoàng Tử máu lạnh tàn nhẫn, không phải kẻ thiện gì, nhưng không thể không thừa nhận tiềm năng huyết mạch vô cùng vô thượng của hắn, hiếm có trên đời. Đáng tiếc, hắn trở thành cây đậu trong nhà kính, bằng không thành tựu vượt xa bây giờ. Diệp Phàm nói. Đen. Hắn ngoác lấy thiên đao bất tử, vung trường đao sáng như tuyết bổ tới, phốc một cái lóe ra tia máu. Thiên Hoàng Tử bị xé mất nửa người, hét thảm một tiếng, thân sắc vô cùng dữ tợn, thần huyết ngũ sắc tràn lan dưới đất. Bùm. Chuyện khiến người ta kinh dị xảy ra, gần như nháy mắt là hai nửa thân thể khép lại làm một, tiên quang ngũ sắc tràn ra, âm thanh đại đạo không ngừng. Ti, mọi người hít một hơi lạnh, mặc kệ hận hắn cỡ nào, cũng không thể không thể chất của hắn vạn cổ hiếm gặp, người thường không thể so sánh được. Thể chất này thật không tệ, Hắc Hoàng cũng thở dài. Lấy chút máu hắn so sánh thử, để xem có thể áp chế được hắn không. Long Mã nói với Diệp Phàm, ngọn lửa nhiều chuyện trong lòng hừng hừng thiêu đốt. Ngươi thật là nhàm chán. Diệp Phàm không nhìn nó, cầm thiên đao bất tử chuẩn bị lại chém Thiên Hoàng Tử. Thánh Hoàng Tử ngươi lấy chút máu so sánh với hắn xem. Long Mã lại dụ dỗ hầu tử. Không cần thiết, hắn không có trái tim vô địch, dù là có tiên thể thì cũng phải thua. Thánh Hoàng Tử nói. Cơ Tử nói, thể chất không phải toàn bộ, độc nhân đại đế không thành đạo cũng chỉ là phàm thai, nhưng cuối cùng quét ngang cửu thiên thập địa, vang dội cổ kim. Mọi người nghe vậy đều gật đầu. Phốc. Diệp Phàm một đao xé đầu Thiên Hoàng Tử ra, khiến hắn phát ra một tiếng giống giận không cam lòng, nguyên thần muốn lao ra, kết quả bị Thánh Hoàng Tử một gậy đánh xuống. Trên người tên khốn này có thần linh cổ kinh, bất tử Thiên Hoàng để lại cho hắn rất nhiều thứ tốt, hôm nay đào ra hết. Hắc Hoàng nói, tẹt. Đầu Thiên Hoàng Tử quay trở về, hai nửa khép lại, cả người sáng lên chữa trị thân thể, hắn liều mạng chống cự, muốn chém giết mọi người. Diệp Phàm, Cơ Tử đồng loạt ra tay, đánh tan đạo hạnh của hắn, không thể chống cự mềm té tại chỗ. Nhẹ tay một chút, trong cơ thể hắn không thiếu thứ tốt, đừng làm hỏng, đào từng cái ra đây. Long Mã nói, đáng tiếc không có Đoạn Đức ở đây, bằng không với tay nghề tông sư trộm mộ như hắn nhất định sẽ rất hứng thú với bảo tàng hình người này. Bốp, Hắc Hoàng đánh ra một vuốt, lấy từ trong luân hải Thiên Hoàng Tử ra một cái lá chắn, tản ra thánh uy, sáng loáng màu bạc, cổ xưa thần bí. Thánh khí này thật khó lường, ngay cả hắc tiễn của Diệp Phàm cũng không bắn thủng được. Hắc Hoàng coi như chuyên gia, thuần thục lấy ra một cái bình ngọc, mở nắp bình, mùi hương thơm tràn ngập, khiến người ta như muốn cưỡi mây phi thăng. Đây là bất tử thần dịch, có thể đắp xương nặn thịt. Thánh Hoàng Tử nói,
Hắn uống một hớp lớn, sau đó đưa cho Cơ Tử, hai người đều đại thương nguyên khí, lúc này vừa dùng thần dịch, cả người tràn ngập ánh sáng, nhanh chóng khôi phục. Tiên chân, Hắc Hoàng lại cả kinh hô lên, kéo ra một cái ngọc trụy, bắn ra tiên quang tận trời. Đây là một chiếc bùa hộ mệnh do Thái Cổ Hoàng luyện thành, nắm giữ. Nó chẳng khác nào có thêm một cái mạng, đúng là thần chân hiếm có. Ánh mắt Thiên Hoàng Tử muốn phun lửa, những người này coi hắn như một cái bảo tàng, liên tục lấy ra thần vật trong cơ thể hắn, hắn muốn chống cự, nhưng không dãy ra được. Diệp Phàm, Thánh Hoàng Tử, Cơ Tử đồng loạt ra tay, bức bách nguyên thần của hắn. So với những vật này, thần linh cổ kinh của Bất Tử Thiên Hoàng lưu lại có giá trị càng cao hơn, là thần thư vạn cổ. Ta chết cũng không để cho các ngươi có cổ kinh này. Thiên Hoàng Tử phát điên, thà rằng thiêu đốt thức hải cũng không cho bọn họ tra xét. Ba người Diệp Phàm áp bức tầng tầng, tiên thai của Thiên Hoàng Tử sắp hóa thành ánh sáng, thần sắc của hắn vô cùng dữ tợn, không chịu khuất phục. Chú ý chút, đừng để cho hắn tự bạo chết. Long Mã hung hăng tàn bạo nói. Đường đường Bất Tử Thiên Hoàng, xưng là thần linh vạn tộc cùng tôn xung, nhất định phải có binh khí cổ hoàng chân chính còn tồn tại, nhưng xem ra hắn không nắm giữ được, cuối cùng ở chỗ nào. Hắc Hoàng vừa cướp đoạt vừa nói. Không cần hắn nói, mọi người cũng biết Thiên Hoàng Tử không nắm giữ được đế binh, bằng không đã sớm tế ra, cần gì tới mức này. Binh khí Bất Tử Thiên Hoàng tuyệt đối khủng bố vô cùng, cuối cùng là chôn vùi trong lịch sử, hay là bị người khác nắm giữ. Diệp Phàm bức bách, Thiên Hoàng Tử cắn răng muốn đốt sạch thức hải. Ầm. Đột nhiên, phía chân trời xuất hiện một cỗ dao động cực kỳ đáng sợ, thánh uy viễn cổ quét ngang sơn mạch, làm cho chúng sinh run sợ. Hỏng rồi, mọi người ở đây biến sắc. Nếu ta chết, các ngươi cũng đừng mong sống được, muốn sống, chỉ có thả ta đi. Thiên Hoàng Tử ánh mắt lạnh băng, tràn ngập thần sắc lãnh khốc, trong lòng bớt đi lo sợ. Phốc. Nhưng mà hắn vừa mới thả lỏng, Diệp Phàm liền vung thiên đao chém xuống, thần huyết bắn ra, lần này không chỉ chém thân thể hắn thành hai nửa, còn kéo nguyên thần đi ra. A! Hắn hét to, thảm thiết, hoảng sợ không thôi, Tổ Vương Thái Cổ đã tới, lập tức có thể cứu hắn ra, chỉ cần một chút nữa là được. Các ngươi không thể giết ta. Hắn run giọng nói, tràn ngập tuyệt vọng không cam lòng. Ông! Thánh Hoàng Tử vung thiết con đen, chấn núi non run lên, hư không chấn động. Ầm một cái đánh lên nguyên thần, khiến âm thanh im bặt, thần thức hóa thành không. Diệp Phàm há mồm hét lên, phun ra một đoàn đạo quang thần diễm, thi thể cùng vết máu của Thiên Hoàng Tử hóa thành cho bụi, đốt không còn sót chút gì. Chọc thủng trời rồi, Hắc Hoàng nói. Các bạn đang nghe chuyện Già Thiên của tác giả Thần Đông tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Già Thiên, chương 1139, chọc thủng trời. Thiên Hoàng Tử xưng bá một thời, được thiên hạ tung hô huyết mạch thể chất đứng đầu thiên hạ, ngạo thị quần hùng, hôm nay hình thần hủy diệt, người ta chỉ có thể cảm thán. Huyết mạch, thể chất, không tâm tương ứng, kết quả vẫn là cỏ dại. Trước mắt không phải lúc ngẩn người, thánh uy hùng hồn lan tràn tới sơn mạch, tình thế cực kỳ nguy cấp. Ầm ầm. Một đoàn thánh uy khác vọt lên trong chân hiền thành, hóa thành mặt trời đen chiếu rọi, ngăn cản thánh nhân cổ tộc hùng mạnh kia, cắt đứt đường tới. Huyền Quy Yêu Thánh ra tay rồi, Diệp Phàm nói. Sở dĩ hắn vượt qua không gian đến nơi này giết Thiên Hoàng Tử là vì sợ xảy ra chuyện bất ngờ. Có Huyền Quy Yêu Thánh tọa chấn, vào lúc mấu chốt có thể cản trở Tổ Vương cổ tộc. Eng. Thánh Hoàng Tử nhận lấy thiên đao Bất Tử, tiếp đó thi triển bí pháp, tụ tập tất cả khí cơ lên người hắn, giả tạo là một mình hắn gây ra. Không cần phải làm vậy, Tổ Vương trong bát bộ thần tướng sẽ không nói lý lẽ. Diệp Phàm lắc đầu, bọn họ không nói lý lẽ, sẽ có người từ từ nói với bọn họ. Thánh Hoàng Tử trầm giọng nói, các ngươi đi đi. Diệp Phàm xoay người nói với đám người Lệ Thiên, Diệp Đồng, để bọn họ thoái ẩn thiên. Chi thôn không cần đi ra. Sư phụ, ngài theo cùng chúng ta đi. Diệp Đồng đầy lo lắng, kéo chặt góc áo của hắn. Ở lại là phải chết, dù Diệp Phàm có thiên tư nghịch thế, cũng không thể chống lại được thánh nhân. Giữ được núi xanh sợ gì không có củi đốt, nhẫn nhịn 500 năm, thành thánh đánh lại đám lão rùa kia, giết sạch sẽ là được. Long Mã ra vẻ hung hăng nói, đã chọc thủng cả trời rồi, dù sao cũng phải có người đối mặt, phải không? Diệp Phàm khẽ thở dài, không được, mau chạy đi, không thành thánh không thể quyết đấu, ta xem ai dám xâm nhập vào Tử Sơn.
Hắc Hoàng nói, nhìn chằm chằm thánh quang tận trời ở xa xa. Diệp Phàm lắc đầu, nếu giết Thiên Hoàng tử, nhất định phải có cơn sóng ngập trời trỗi dậy. Mấy tổ vương tọa trấn trong bát bộ thần tướng cùng Bắc vực sẽ không nói lý lẽ, bước tiếp theo quá nửa sẽ là thánh nhân đại chiến. Trời đã thủng, phải do ta đối mặt. Lòng hắn đã quyết. Sư phụ. Diệp Đồng siết chặt tay, ánh mắt đỏ lên ẩn chứa nước mắt, cảm thấy Diệp Phàm đang đi chịu chết. Không sao, ta đã chuẩn bị một phần đại lễ, nếu thật dám bức bách ta. Ánh mắt Diệp Phàm sâu xa, nhìn về chân trời vĩnh hằng. Vì dự kiến ổn thỏa, chúng ta đi trước, tồn tại vô thượng chân chính sắp đến rồi, Thánh Hoàng tử nói. Cũng được. Diệp Phàm gật đầu. Theo yêu cầu không thể cãi lại của Diệp Phàm, mấy người Diệp Đồng, Lệ Thiên đều đi, trốn vào Thiên Chi Thôn, có một vị sát thánh tọa trấn, hơn nữa vô cùng bí ẩn, sẽ bảo đảm an toàn. Hắc Hoàng ở lại, nó tinh thông trận văn đại đạo, lỡ như xảy ra chuyện có thể hỗ trợ chạy trốn. Năm đó nó lấy được kỳ bản trận văn ở Bất Tử Sơn, ngay cả cấm địa sinh mệnh cũng không cản nổi, có thể vượt qua hư không thành công, có thể thấy được tài nghệ. Diệp Phàm, Cơ Tử, Thánh Hoàng Tử, Hắc Hoàng đi qua hư không tới Bắc Vực, tiến vào Thiên Tuyền Thạch Phường Thần Thành, gặp được Thánh Nhân Vệ. Dịch, ngồi quanh lò lửa nấu tiên trà ngộ đạo, mùi thơm ngát tràn ra, đạo huy lan tỏa làm người ta muốn đạp mây phi tiên, thai cốt nhẹ nhõm. Đám người Diệp Phàm đã đi xa, nhưng mà Nam Vực cùng Trung Vực lại một mảnh náo loạn, trời đã thủng, bên ngoài là một mảnh đại loạn sôi trào. Thiên Hoàng tử đã chết, tin tức chấn động thế gian, làm cho toàn Đông Hoang rung động, thế gian khiếp sợ, mọi người không dám tin. Bát bộ thần tướng khóc than, một mảnh tăng tóc bi ai vô tận, con của thần đã chết, giống như trời đã sụp xuống. Sao lại như thế, huyết mạch duy nhất của thần linh tiêu vong, chúng ta không bảo vệ được, là tội nhân thiên cổ mà. Bát bộ đại quân khóc giống, cảnh tượng bi thảm núi non sụp lở. Vạn tộc hít một hơi lạnh, cảm thấy khó tin, xảy ra quá đột ngột, đúng là long trời lở đất. Bất Tử Thiên Hoàng khoáng cổ tuyệt kim, độc tôn cửu thiên thập địa, vô địch cổ kim, hắn lưu lại huyết mạch duy nhất cứ thể bại vong. Nhiều người phát mộng, Huyết Hoàng Sơn, Hỏa Lân Động, Nguyên Thủy Hồ, Thần Tàm Lĩnh. Các đại cổ hoàng tộc đều ngây ngẩn, Thiên Hoàng tử chỉ huy nhiều người nam hạ như vậy, lại bị người ta giết, quả thật kinh thiên. Ngày đó Bắc Vực rung chuyển, trên những ngọn núi cao nhất ở hành cung xa xưa, bốn vị cổ thánh thét dài, khí nuốt trời trăng, tổ thân cắt qua bầu trời thẳng xuống phía nam, chạy tới chân hiền thành. Phải có câu trả lời, không tìm ra thủ phạm, vậy thì tắm máu thiên hạ. Lời nói vô tình chấn vạn núi non lai động, vang vọng đất bằng, nhanh chóng bị tất cả tu sĩ biết được, truyền khắp Đông Hoang. Thiên Hoàng tử bại vong bị giết ở ngoài chân hiền thành, làm cho thiên hạ động đất, dẫn tới hậu quả đáng sợ vượt xa tưởng tượng, phản ứng khắp nơi rất lớn. Gió thổi mưa dông trước cơn bão, áp lực nặng nề khắp đại hoang, không khí gian nan, là yên tĩnh trước bão táp. Vậy mà đã chết. Bất Tử Thiên Hoàng vô địch cổ kim, kế thừa thể chất cùng huyết mạch của ngài ấy, cũng bị người ta giết. Rất nhiều cổ tộc không tin. Hắc, con của thần linh cũng chỉ là thế thôi, kết quả còn không bị người ta chém, đánh mất thanh danh cha ông. Hay cho nhân tộc hùng mạnh, đầu tiên đại chiến Hoàng Hư Đạo, Hỏa Lân Nhi, sau đó chém Thiên Hoàng tử, con của cổ hoàng cũng không địch lại. Hôm nay vạn tộc chung sống trên đời, bộ phận thân thiện với nhân tộc, bộ phận trung lập, còn có một bộ phận thì đối địch, phản ứng với chuyện này tự nhiên hoàn toàn khác. Đây là nhân kiệt thể hệ, nhưng chống lại con ruột của cổ hoàng, cuối cùng còn chém Thiên Hoàng tử, thật là kinh diễm, nhưng mà chọc tới đại họa như thế, xem như chọc thủng bầu trời rồi, làm sao xong chuyện đây? Có người mơ hồ đoán được, có thể là thánh thể nhân tộc, nhưng không ai nói ra. Trên đời kinh hoàng, thiên hạ chấn động, phàm là tu sĩ đều chú ý, ảnh hưởng chuyện này quá lớn. Thân phận Thiên Hoàng tử quá mức đặc thù, mấy vị tổ vương thái cổ xuôi nam, tức giận phá tan chín tầng trời, tuyên bố muốn tàn sát thiên hạ, bình định Nam Vực. Thiên Hoàng tử là ta giết. Giữa lúc sóng ngầm sôi trào, gió mây vần vũ, Thánh Hoàng tử ở Bắc Vực đứng ra tuyên bố với thế gian, ôm tất cả vào người mình. Nhưng các tộc đều biết, Thiên Hoàng tử bại vong có liên quan rất lớn tới cường giả nhân tộc kia, là người cuốn lấy Thiên Hoàng tử đánh gục ngoài chân hiền thành. Thánh Hoàng tử ngươi phải chết. Bát bộ thần tướng giống giận, ầm ầm chấn động thiếu chút khiến Trung Vực nổ tung, nước bốn biển phủ trời cao. Ngươi đã đứng ra thừa nhận, vậy thì lấy chết tạ tội đi. Một vị tổ vương quát, lập tức chạy tới Bắc Vực, muốn lập tức giết Thánh Hoàng tử. Không cần ngươi tới, ta ở chân hiền thành.
Ngày đó, một con đấu chiến thánh viên toàn thân lông vàng sáng rực, ngửa đầu giống giận, nháy mắt biến mất. Diệp Phàm, Thánh Hoàng Tử, Cơ Tử, Hắc Hoàng rời Thần Thành, không muốn bị cổ thánh kia chặn ở đây, thẳng đường xuống Nam. Hắc Hoàng, trận thai không thành vấn đề chứ, đừng có nửa đường đã bị thánh nhân chặn đường đấy. Ngay cả Bất Tử Sơn cũng không cản được kỳ bàn trận thai, cũng vượt qua không gian được, muốn cắt đường sống của ta, hừ hừ hừ. Đại Hắc Cẩu cười lạnh ngạo nghễ, chậm đã, đợi tiếng chuông Tu Di Sơn vang lên, chúng ta mới lên đường, Thánh Hoàng Tử nói. Lúc này, Đông Hoang náo nhiệt, sắp chọc thủng cả trời, Tổ Hoàng trong bát bộ thần tướng thả ra lời muốn giết Thánh Hoàng Tử, lần này muốn hoàn toàn xé rách trời. Thiên Hoàng Tử đã chết, có thể nói là chọc thủng trời, còn nếu Thánh Hoàng Tử lại chết, có thể sẽ càng nghiêm trọng hơn. Đây là cổ Hoàng Tử không có người hộ đạo, bình thường không có người để ý, nhưng nếu thật có thánh nhân diệt hắn, coi chừng sẽ có người cuồng bạo huyết chiến đốt sạch Đông Hoang, thiên địa cũng lộn nhào. Không cần nói nhân tộc, chính cổ tộc cũng sợ hãi, một vị cổ thánh đi Bắc vực giết Thánh Hoàng Tử. Nếu thành công, có nghĩa là một trận sóng gió đã nổi lên. Đông. Một ngày, tiếng chuông vang vọng Tu Di Sơn, lan ra không biết bao nhiêu vạn dặm, cả tòa Lôi Âm Tự phát ra ánh sáng chói lọi, Phật quang phổ chiếu, sinh linh khắp nơi dập đầu, bách bệnh tiêu tan. Tiếng chuông rốt cuộc đã vang lên. Thánh Hoàng Tử biết tin tức, tinh thần hoảng hốt. Đại lễ của ngươi chuẩn bị không dùng được, mau thu lại, bằng không khiến người ta phát lạnh cả người. Hắc Hoàng nói với Diệp Phàm, thở phào một cái. Ở sâu trong sơn mạch ngoài chân Hiền Thành, bóng người rậm rạp, khắp nơi là tu sĩ, vạn tộc đều đến. Hôm nay xảy ra chuyện lớn như thế, có thể nói là chọc thủng trời, không có một tộc nào không chú ý, người đến đều là đại cao thủ, tinh thể cực kỳ ác liệt. Bão tố buông xuống, bầu trời sẽ có khoảng khắc yên tĩnh ngắn ngủi, tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, không ai biết được. Thánh Hoàng Tử đến rồi, cường giả nhân tộc thần bí kia cũng tới, bọn họ. Thật, sự dám xuất hiện. Oa, trung vực xôn xao, mọi người ai cũng than tiếc, ầm ĩ rung trời, thật không ngờ đám người Diệp Phàm dám tới. Vùng đất hoang ngoài chân Hiền Thành ồn ào, các tộc cả kinh, mơ hồ cảm thấy chuyện này rất phức tạp, tuyệt đối không đơn giản như mặt ngoài. Chỉ sợ, liên can tới ân oán của các đại đầu sỏ trong những năm thái cổ, có mấy sơn chủ cổ tộc rất mẫn cảm. Thánh Hoàng Tử, Cơ Tử cùng đi tới, xuất hiện ở ngoài chân Hiền Thành, thần sắc bình thản có một chút gợn sóng. Ngươi thật dám xuất hiện, âm thanh đáng sợ vang lên, xẹt qua bầu trời, khắp nơi nổ tung, xương khí hỗn độn trời sụp đất nứt. Chúng sinh run sợ, dù tránh né thật xa cũng không nhịn được muốn quỳ bái, đây là thánh uy chân chính, siêu thoát phạm chủ người. Có gì mà ta không dám, bước đi giữa thế gian, không thẹn với lòng, mảnh thiên địa này ta muốn đi đâu không được. Thánh Hoàng Tử ngẩng đầu, thân thể như thần kim đúc thành, vẫn không hề sợ hãi, chống thiết côn mà đứng. Ngươi hại chết con duy nhất của thần, là tội nhân thiên cổ, dù có chết vạn lần cũng không thể chuộc tội. Chỉ một tiếng nói mà thôi, đã khiến hư không sụp đổ, bầu trời nổ tung, đè thiên địa tan biến, vạn vật run sợ. Thánh Hoàng Tử ngửa đầu cười to, nói, một tên thiên hoàng tử không nên thân mà thôi, tài không bằng người, bị giết thì giết, kéo nhiều chuyện như vậy làm gì. Một tiếng uy nghiêm quát lên, làm càn, hắn là con của thần, vạn tộc tôn sùng, ngươi là con dân của hắn, phải dập đầu, còn không quỳ xuống thỉnh tội. Cho má con của thần, không hơn như thế, độc chiến cũng không phải đối thủ của ta, còn không phải bị ta giết. Thánh Hoàng Tử căn bản không khuất phục, còn lớn tiếng quát lại Tổ Vương. Ở xa xa, mọi người không dám thở mạnh một cái, các đại cổ tộc đều như thế, khẩn trương đứng nhìn. Một tên không biết sống chết, dám tiết độc thần linh, hôm nay không giết ngươi, thiên lý không tha. Một bàn, tay to lớn như vươn ra từ sâu trong bầu trời, ầm ầm, vạn vật hủy diệt, hỗn độn sôi trào như muốn diệt thế, trực tiếp đánh xuống Thánh Hoàng Tử, muốn đánh hắn thành thịt vụn. Thật dám xuống tay, mọi người ra đầu tê dại, dù là các đại vương tộc thái cổ cũng hoảng sợ, các đầu lĩnh cổ tộc sâu sắc cho ra kết luận, chuyện hôm nay không đơn giản như mặt ngoài. Các bạn đang nghe chuyện Già Thiên của tác giả Thần Đông tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Già Thiên, chương 1140, mối hận cũ thời Thái Cổ. Thiên vực rộng lớn vô ngần, một bàn tay màu xanh to lớn từ trên 9 tầng trời hạ xuống, vỗ về phía Thánh Hoàng Tử, hỗn độn khí lượn lờ,
tiên quang thái sơ bắn ra bổn phía. Xong rồi, Đông Hoang có đại họa phát sinh, nếu mà thánh hoàng tử chết đi, khắp cả trời đất này đều phải lật ngược lại rồi. Không chỉ nói tới nhân tộc, mặc dù là các sơn chủ của vương tộc thái cổ đều sợ hết hồn, giống như thấy được hình ảnh thây chất thành núi, máu chảy thành sông, một hồi họa lớn đang tiến đến. Thánh đã siêu thoát ra khỏi phạm chủ nhân, có lực lượng hơn xa thế gian, không thể khiêu chiến. Bàn tay màu xanh to lớn kia vừa xuất hiện, đã giống bầu trời sụp xuống, các dãy núi trong vùng đất hoang dã này đã trở thành bột mịn. Nếu bi kịch thật sự phát sinh, cổ tộc nhất định sẽ xảy ra đại loạn, chuyện này giải quyết như thế nào cho tốt đây? Ngay cả một vị sơn chủ của hoàng tộc thái cổ cũng phải nhíu mày. Chanh! Một âm thanh vang lên, một luồng lục quang sáng lạn chiếu qua bàn tay to lớn kia, vậy mà lại trực tiếp xuyên thủng nó, một dòng máu ào ào chảy ra, vỡ nát cả hư không. Thánh nhân của cổ tộc phát ra một tiếng kêu đau đớn, bàn tay màu xanh to lớn rụt lại, nhanh chóng lui về, một lần nữa biến mất trên vòm trời. May mà bi kịch không có phát sinh, thánh hoàng tử chưa chết, khiến cho rất nhiều cổ tộc đều thở phào một cái. Mặc dù là các tộc đàn căm thù nhân loại thì cũng như vậy, bọn họ lo nhân vật đáng sợ tại Tây Mạc kia phát cuồng lên. Người dám ngăn cản ta sao? Trên vòm trời truyền xuống một tiếng gầm lớn. Ta đã cứu ngươi một mạng, ngươi còn chưa cảm tạ, thật là không biết tốt xấu. Phía cuối chân trời, một tổ vương thái cổ cường đại xuất hiện, không cần phải hoài nghi thân phận của hắn, bởi vì mặc dù hắn chỉ đứng tại nơi đó, thì cũng đã khiến người ta không chịu nổi rồi. Hắn mặc trên người một bộ lục kim chiến y, đội bích kim mũ giáp, thân thể sáng lóa, mà bốn phía hư không xung quanh hắn thì lại trở nên vặn vẹo, dấu vết đại đạo hóa thành ngàn vạn tia, buông xuống rất rầm rộ. Mặc dù hắn chỉ đứng tại nơi đó, nhưng cũng khiến người ta phải sợ hãi một phen, vô cùng khủng bố. Khí huyết của hắn tuyệt đối có thể quét ngang trời đất, vô cùng vô tận, có khí thế nuốt trọn cả núi sông. Ngươi đây là muốn cường thế xuất đầu phải không? Ngươi đến từ bộ tộc nào? Âm thanh lạnh lùng từ trên trời cao truyền xuống. Ta chỉ là một tán tu mà thôi, so ra thì còn kém xa bát bộ thần tướng các ngươi, chỉ là ta không quen nhìn những chuyện này. Tổ vương mặc bích kim chiến y nói, hắn đã hại chết đứa con của thần, không giết hắn thì thiên lý khó tha, ngươi muốn che chở cho hắn hay sao? Trên vòm trời, âm thanh lạnh lẽo vang lên ầm ầm. Có lẽ thật sự là ta nhiều chuyện rồi. Tổ vương mặc bích kim chiến giáp than nhẹ một tiếng, cảm thấy không muốn nói nữa. Thánh hoàng tử nói, hại chết cái gì, trong một trận chiến công bình, hắn bị ta chém chết, vậy thì còn oán trách gì nữa? Ngươi chẳng phải là muốn trả thù sao, nói nhiều như vậy làm gì? Làm càn, dám bất kính đối với thần, giết chết đứa con của thần, quỳ xuống tạ tội cho ta. Trên bầu trời phát ra một tiếng gào to, khiến các dãy núi ầm ầm sụp đổ, đá vụn vãng lên tận trời, bụi mù che lấp ánh nắng, khiến như người đứng xem ai cũng khiếp sợ. Ông, một mảnh uy áp cực lớn phủ xuống, hướng về phía thánh hoàng tử và đám người Diệp Phàm mà đè xuống, muốn làm cho bọn họ quỳ xuống trước mặt mọi người, mất mặt trước cả vạn tộc. Đây là uy thế của thánh giả, vô cùng nặng nề, giống như có một mảnh tinh vực đang ép xuống. Không nghĩ tới, ta lại bị cuốn vào một hồi thị phi, nhưng giờ đã có ta ở đây, thì sẽ không để cho các ngươi làm nhục thánh hoàng tử đâu. Tổ vương trên thân khoác bích kim chiến y quát lớn. Ầm! Trong nháy mắt hắn công kích lên bầu trời, năm luồng lục ngân như những con thanh long lao lên, quét sạch tất cả các tia thánh lực đang buông xuống, chặn lại uy áp do vị tổ vương kia phát ra trên bầu trời. Đa tạ tiền bối hỗ trợ. Thánh hoàng tử nghiêm túc hành đại lễ, biểu đạt lòng biết ơn. Không cần như thế. Năm đó thánh hoàng quân lâm thái cổ, quét ngang 9 tầng trời, các thế hệ cùng với ta thì đều vô cùng kính ngưỡng. Con của hắn gặp nạn, làm sao ta có thể bỏ mặc được. Hơn nữa, mặc dù ta không ra tay, thì cũng sẽ có người tới quản chuyện này. Hiển nhiên, tuy rằng đấu chiến thánh hoàng đã tọa hóa, nhưng vẫn luôn có một đám người đi theo trung thành, chỉ là ngày thường không xuất hiện mà thôi. Ngươi có biết nếu quyết định là địch nhân của ta thì sẽ đi lên một con đường không lối về hay không? Chuyện lần này thì có ai tới cũng không cứu được ngươi đâu. Bầu trời run lên, tổng cộng có tất cả 5 thân ảnh đáng sợ hạ xuống, tất cả đều được bao phủ trong các vòng sáng thần thánh. Bọn họ vừa mới xuất hiện, vạn vật đã gần như tan rã, sinh cơ trong vùng đất hoang dã này đã không còn hiện ra nữa. Mỗi người bọn họ đều được thánh quang bao phủ, thân ảnh mông lung, mỗi người đều cường đại như các vị thần linh, khắp trời đất giống như cũng không thể dung nạp được chân thân của bọn họ, không gian không ngừng vặn,
Vẹo. Đây là các tổ vương thái cổ, sớm đã thành thánh rất nhiều năm, ngày thường không xuất hiện, nhưng một khi xuất hiện, chỉ riêng loại khí tức này cũng đã khiến người ta phải run sợ, không kìm nổi quỳ rạp trên mặt đất. Không đạt tới cảnh giới này thì sẽ vĩnh viễn không biết bọn họ có bao nhiêu đáng sợ. Bọn họ từ trên cao nhìn xuống chúng sinh, giống như đang nhìn những con kiến hôi vậy. Tổ vương mặc bích kim chiến y dù sao cũng chỉ là một người, không thể chống lại bọn họ được, thân thể lung lay một cái, gần như phải hộc máu mà rút lui. Đột nhiên, một luồng thần uy to lớn khác xuất hiện, trong nháy mắt đã chặn lại năm đại tổ vương, sau đó có một dải mây tràn ngập khí tức tường hòa bay xuống, hiện ra mấy lão đạo nhân. Ta tưởng là ai, thì ra là người của thần tàm lĩnh tới, các ngươi thật sự muốn nhúng tay vào chuyện này hay sao? Mấy vị tổ vương trong số bát bộ thần tướng lạnh lùng nói, đó là tất nhiên. Một lão đạo nhân bình tĩnh đáp, đầu đội kim quan, mặc một bộ đạo bào cũ kỹ. Vậy mà người của thần tàm lĩnh lại ra tay, ta cảm thấy có chút không thích hợp, chuyện này có phải có gì ngoài ý muốn không vậy? Một vài cổ tộc vô cùng kinh ngạc. Thần tàm lĩnh là thế lực lớn, đứng hàng tuyệt đỉnh trong số các cổ tộc, vạn tộc cùng kính sợ, làm gì có mấy người dám trêu chọc tới bọn họ. Là một đại hoàng tộc thời thái cổ, bọn họ đã từng xuất hiện cả cổ hoàng chân chính. Từ ý nghĩa nào đó mà nói, bát bộ thần tướng địa vị cũng rất cao, tổ tiên là một đám thần tướng từng đi theo bất tử thiên hoàng, công cao chấn thế, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Nhưng bất tử thiên hoàng đã biến mất rất lâu rồi, cổ hoàng binh vẫn mãi không thấy đâu, mà thần tàm lĩnh lại như mặt trời ban trưa, có chiến y đế cấp lưu lại, thiên hạ cùng tôn sùng. Thần tàm lĩnh các ngươi đừng có mà bá đạo quá, con khỉ chết tiệt này đã giết con của thần, do đó phải đền mạng, các ngươi dựa vào cái gì mà ngăn cản. Bên phía bát bộ thần tướng, có một vị cổ vương cấp bậc thánh nhân lạnh lùng nói. Đại thế xuất hiện, trăm nhà cùng đua tranh, vạn tộc cùng tranh đấu, trên con đường chứng đạo có rất nhiều xương máu lưu lại. Con của cổ hoàng chết đi cũng là điều không thể tránh được, thiên hoàng tử không mạnh bằng người khác, bị giết chết trong lúc tranh đấu, còn trách ai nữa? Một lão đạo sĩ của thần tàm lĩnh nói, hắn là đứa con duy nhất của thần, làm sao có thể chết một cách vô vị như vậy được? Đừng tưởng rằng thần tàm lĩnh các ngươi có thể đứng trên thiên hạ, không người có thể đối địch lại. Trong số bát bộ thần tướng, có một vị tổ vương liên tục cười lạnh. Mặc dù là con của bất tử thiên hoàng thì có làm sao nào, trong một trận chiến công bình lại bị đánh chết, còn muốn người ta đền mạng nữa hay sao? Ở đâu ra kiểu nói đó vậy? Một lão đạo sĩ nói. Mặc kệ nói như thế nào, thánh hoàng tử hôm nay tất phải chết, ai cũng không cứu được hắn đâu. Một vị tổ vương giống to, thánh quang mênh mông, khí thế nuốt hết núi sông. Thật là uy phong thật lớn à. Một tiếng cười lạnh như chuông bạc truyền đến, trên bầu trời có một đám mây yên bình chín màu bay tới, một tuyệt đại mỹ nhân xuất hiện, từ từ hạ xuống. Nàng thoạt nhìn chỉ có bộ dáng 18, 19 tuổi, da thịt trắng mịn như tuyết, khí chất như có như không. Một mái tóc dài màu tím tung bay, khí tức siêu trần thoát tục. Đúng vậy, đây chính là thần tàm công chúa Giá Lâm. Trên vai nàng có một con thần tàm lớn bằng bàn tay, hiện giờ đã hóa thành một con hổ con trắng như tuyết, đôi mắt to rất có thần thái, dáng điệu ngây thơ khả ái. Thần tàm công chúa, mọi người đều kinh hãi lui lại, ai nấy đều mang vẻ sợ hãi, những người đang xem cuộc chiến ở phía xa lại còn sợ hãi hơn, các sơn chủ của đại cổ tộc đều rung động trong lòng. Người có tên, cây có bóng, vị này công chúa thiên chi kiêu tử này vô cùng tao nhã, nhưng cũng cực kỳ cường thế, từng đánh khắp thái cổ, khó có thể tìm được mấy địch thủ, là một kỳ nữ chân chính. Thần tàm công chúa, ngươi muốn dùng thế áp người hay sao? Một tên tổ vương trong bát bộ thần tướng lạnh lùng nói. Nét mặt thật đáng ghê tởm, tất cả đều cút đi cho ta. Ánh mắt thần tàm công chúa vô cùng sắc bén, không chút lưu tình nào, mắng thẳng vào mặt mấy vị tổ vương. Một tiếng quát lớn này, cả vòm trời cũng vỡ ra, mặt đất chấn động kịch liệt. Tuy nàng là một nữ nhân, nhưng khí chàng lại mạnh tới mức khiến người ta phải run rẩy. Mấy vị cổ vương đứng đối diện đều không kìm nổi lui lại về phía sau. Thần tàm công chúa, ngươi muốn châm ngòi vạn tộc đại loạn hay sao? Con của thần tuyệt đối không thể chết oan uổng như vậy, chỉ bằng ngươi thì cũng không áp chế được chuyện này đâu. Một vị tổ vương khác kêu lên, một tên thiên hoàng tử không nên thân mà thôi, giết thì cũng đã giết rồi, om sòm lên để làm gì? Thần tàm công chúa lạnh lùng nói, ngươi cường hoành vô lý, tất sẽ phải trả giá cho điều này. Một tổ vương lạnh lùng nói, bốp. Thần tàm công chúa rất đơn giản và trực tiếp, bàn tay ngọc ngà vung lên,
đánh ra một cái tát rất kêu, khiến cho trên mặt vị tổ vương này xuất hiện một dấu tay rất rõ ràng, khóe miệng còn tóe máu, thân thể thì bắn vãng ra ngoài. Mọi người đều rung động, thần tam công chúa vừa tới đây, ngay cả tổ vương cũng trực tiếp cho một cái tát, khiến người ta phải trố mắt nhìn chân chối, quả nhiên đúng như nghe đồn, cực kỳ cường thế, không sợ bất kỳ người nào trong thiên hạ. Ta giảng đạo lý cùng các ngươi lại giảng về huyết mạch và thế lực của thần cho ta, ta dùng nắm tay nói chuyện với ngươi, ngươi lại còn nói ta vô lý, ngươi muốn ta phải thế nào cho đúng đây? Thần tam công chúa nói, thanh mang theo một tia cuốn hút, dùng ngón tay ngọc ngà nhỏ và dài kia vuốt ve con tiểu bạch hổ do thần tam hóa thành ở trên vai kia. Bất kể là nhân tộc hay là các đại vương tộc thời thái cổ thì tất cả đều kinh hãi, không dám nhiều lời. Ai nấy đều yên lặng quan sát, sự việc hôm nay khẳng định không chỉ đơn giản có mỗi ân oán giữa các cổ hoàng tử như vậy. Ngươi, chẳng lẽ thật sự cho rằng trong thiên hạ không có người nào thu thập được ngươi hay sao? Vị tổ vương này kinh sợ, khẽ vuốt dấu tay trên mặt. Trên khóe miệng của thần tam công chúa có một tia cười lạnh, nói, các ngươi khi dễ thánh hoàng tử chỉ là một con côn trùng đang chạy trối chết hay sao? Hắn là con của đấu chiến thánh hoàng, địa vị không thể kém hơn so với con của thiên hoàng cổ chút nào, làm nhục hắn chính là làm nhục lão thánh hoàng, các ngươi đều đáng chết. Ngươi sẽ phải hối hận, con của thần sẽ không chết oan uổng như vậy đâu, phải dùng máu trả máu, đưa mạng ra đây để bồi hoàn. Một vị tổ vương lớn tiếng nói. Chư vị, các ngươi nói xem, bất tử thiên hoàng mà vạn tộc cộng tôn lại bị chặt đứt huyết mạch truyền thừa duy nhất của mình, chẳng lẽ lại có thể bỏ qua như vậy hay sao? Một vị cổ vương hỏi to, âm thanh vang trời, chất vấn cường giả của các tộc. Đứa con của thần không thể chết oan uổng như vậy được. Phía sau hắn, đại quân do bát bộ thần tướng cầm đầu tất nhiên cũng không kìm được phẫn nộ, cùng nhau giống to, âm thanh rung động trời đất. Nếu đã nói như vậy, ta cũng muốn hỏi một câu, những kẻ làm nhục thánh hoàng thì có thể được phép sống nữa hay không? Thần tam công chúa nói, đấu chiến thánh hoàng làm sao có thể so được với bất tử thiên hoàng. Trong sổ bát bộ thần tướng, có người mang theo cừu hận vô cùng vô tận, nhỏ giọng nói. Ta mới nói xong, ngươi đã lập tức khi nhục lão thánh hoàng, chẳng lẽ coi lời của ta chỉ để cho vui à? Thần tam công chúa vung bàn tay ngọc về phía trước, trong phút chốc có một luồng máu phun lên. Phía trước có một tiếng kêu thảm thiết được phát ra, bát bộ thần tướng đại quân đang xếp thành hàng bỗng nổ tung, xương trắng vãng khắp trời, máu tươi bắn tung tóe, trở thành một khúc nhạc tử vong bi thảm. Ngươi, dừng tay lại! Mấy vị tổ vương khiếp sợ la to. Tại khoảng không phía xa, mọi người sợ ngây ra, thần tam công chúa quá mức lãng lệ, nhẹ nhàng vung một bàn tay thôi, thì đã tiêu diệt cả một đường nhân mã của bát bộ thần tướng, từ nay về sau chỉ có thể được xưng là thất bộ thần tướng mà thôi. Mọi người đến thở mạnh cũng không dám, vị thiên kiêu thần nữ này nhìn thì rất siêu trần thoát tục, khuôn mặt thanh tú. Nhưng khi giết người thì ngay cả ánh mắt cũng không nháy một cái nào, cường đại tới mức khiến người ta phải sợ run. Thần tam công chúa vẫn rất ung dung, dùng ngón tay trắng như ngọc, khẽ vuốt mái tóc dài của mình, nói ta chỉ là làm theo các ngươi mà thôi, sao cường thế, sao bá đạo thì so, ai sợ ai nào. Bát bộ thần tướng các ngươi không phải rất cường thế bá đạo hay sao? Lần này coi như đã lột một lớp da mặt của các ngươi. Thần tam công chúa dùng hành động thực tế để đáp lại một cách rất rõ ràng. Thần tam công chúa, ngươi quá kiêu ngạo rồi đấy. Phải biết rằng, trên đời này những người có thể trấn áp được ngươi thì vẫn còn sống đó. Một thanh âm ác nghiệt truyền đến, từ trên 9 tầng trời hạ xuống. Một nam nhân tóc bạc như tuyết đang hạ xuống, khuôn mặt thoạt nhìn chỉ có bộ dáng khoảng 30 tuổi. Nhưng đôi mắt lại rất thâm thúy và tang thương, vừa thấy đã biết được đây là một cổ vương rất đáng sợ. Hắn là Ngân Nguyệt Thiên Vương, ở thời Thái Cổ chính là kẻ có hy vọng nhất trở thành Đại Thánh, là một thế hệ thiên kiêu thời đó. Hắn cùng với Cửu Hoàng Vương, Lân Thiên Vương, Thần Tam Công Chúa đều xấp xỉ nhau, đều từng được đấu chiến Thánh Hoàng tự mình khen ngợi qua. Các bộ tộc trong cổ tộc ồ lên, sau đó ai nấy đều kinh sợ, sự tình quả nhiên càng lúc càng lớn, phức tạp hơn xa so với người ta tưởng tượng. Ha ha! Thần tam công chúa đột nhiên ngửa mặt lên trời, cười phá lên, tuy rằng âm thanh mang theo từ tính vẫn êm tai như thiên âm, nhưng bất cứ người nào cũng đều có thể nhận ra nỗi giận dữ của nàng. Tên giả dạng cổ hoàng đại thánh kia, sư tôn của ngươi có đến đây không? Kiếp này lại thử để cho hắn tới giết ta một lần nữa xem thế nào. Thần tam công chúa lạnh lùng nói, rồi sau đó hướng về phía thánh hoàng tử vẫy tay một cái, hút thanh thiết côn màu đen vào trong tay,
đóng đinh trên mặt đất, nói đây là binh khí của hắn. Mọi người đều thấy toàn thân lạnh lẽo, nghĩ tới một chuyện cũ, trong những năm cuối thời Thái Cổ, sau khi đấu chiến Thánh Hoàng tọa hóa, thần Tam công chúa từng bị người ta dùng một cây thần mâu màu đen đóng đinh lại, đấu chiến Thánh Vương lập tức nổi giận, đi đánh khắp Đông Hoang, tiếng cười thê lương vang khắp thiên địa, cuối cùng rời xa đi tới Tây Mạc. Năm gần đây, Thiên Hoàng tử chỉ huy bát bộ thần tướng, đuổi giết Thánh Hoàng tử một cách không kiêng nể gì. Xem ra chuyện này còn không đơn giản như những gì biểu hiện bên ngoài như thế, trong đó còn xen lẫn cả các mối hận cũ của các đầu sỏ thời Thái Cổ. Cây thiết côn thô to được đâm sâu vào trong một tảng đá, nếu nói nó dùng ô kim luyện chế thành thì lại không quá giống. Nó có một khí tức cương liệt khiếp người, mang theo một vài tia màu đỏ sậm, giống như được tẩm trong máu mà ra. Đây là một Thái Cổ hung binh, tuy rằng nhiều năm như vậy trôi qua, nhưng vẫn như cũ khiến người ta phải run sợ thân mình, trên lưng sinh ra một tầng khí lạnh. Năm đó, không biết rốt cuộc là ai giết thần Tàm công chúa, đó là một chuyện không thể tra xét được. Trong những năm cuối thời Thái Cổ, sau khi đấu chiến Thánh Hoàng tọa hóa, thiên hạ trở nên đại loạn, một số nhân vật cái thế ra tay, đánh tới mức trời long đất lở, quỷ khóc thần hào, loạn lạc tới mức cực điểm. Năm đó, là sư tôn của Ngân Nguyệt Thiên Vương ra tay đối với thần Tàm công chúa hay sao? Mọi người hít một hơi khí lạnh, tất cả đều rét run trong lòng. Ngân Nguyệt Thiên Vương kinh diễm vào thời Thái Cổ, được coi là một trong những người có hy vọng nhất trở thành đại thánh. Ở trên con đường này đã đi ra được rất xa, có lẽ tương lai không lâu nữa thì sẽ bước ra một bước kia. Sư phụ của hắn sẽ có đạo hạnh cao thâm tới mức nào, đạt tới loại cảnh giới nào? Chỉ riêng nghĩ thử tới đó thôi mà đã khiến cho da đầu run lên, một luồng khí lạnh nổi lên từ đầu đến chân. Sư tôn của Ngân Nguyệt Thiên Vương có phải là Côn Trụ Đại Thánh? Có người run giọng nói, cố gắng đè ép âm thanh đến mức thấp nhất, thì ra là hắn. Côn Trụ Đại Thánh vô thượng, quét ngang Thái Cổ, độc tôn khắp 9 tầng trời, 10 tầng đất, ngoài Thánh Hoàng thì còn ai có thể áp chế được hắn nữa. Côn Trụ Đại Thánh là một vị thần linh còn sống trong những năm cuối thời Thái Cổ, là một trong những nhân vật cường đại nhất. Đứng trong hàng ngũ những đại đầu sỏ, có thể nhìn xuống toàn bộ viên cổ tinh này, chiến lực khủng bố đến mức không thể đánh giá được. Ai cũng không nghĩ tới, năm đó lại là người này ra tay đối với thần Tàm công chúa, mọi người đều hít một hơi khí lạnh. Không ai dám nói loạn câu nào, bởi vì chỉ cần nhắc đến thôi thì sẽ có thể gây ra đại họa diệt tộc. Năm đó, hắn tế luyện xong một khối thần thiết, từ tận 10 vạn dặm xa ném tới, đóng đinh ta trước cửa một tòa thánh miếu tại vùng mãng hoang, đứng trên thiên hạ, uy phong thật lớn à. Thần Tam công chúa ngửa mặt nhìn trời, điềm tĩnh nói, kể lại những gì đã trải qua. Từ tận 10 vạn dặm xa ném một cây thần mâu, lập tức đóng đinh thần Tam công chúa cực kỳ cường đại này. Mọi người ngay tại chỗ thấy toàn thân lạnh như băng, đây là khái niệm gì à, đúng là cường đại tới mức thái quá, có chút không giống như thực tế. Thì ra là như vậy, thật sự là rất khủng bố. Mọi người thì thầm, tất cả đều mang nỗi kinh sợ phát ra từ tận đáy lòng, Côn Trụ Đại Thánh đáng sợ khó có thể dùng lẽ thường mà đo đếm, cường đại đến mức không gì sánh được. Thần Tam công chúa vào thời Thái Cổ chính là thần nữ trong một thế hệ thiên kiêu, là một trong mấy người có hy vọng nhất trở thành đại thánh. Vậy mà lại bị người ta vung tay đóng đinh lại, bí mật này thật sự khiến người ta phải kinh hãi trong lòng. Đấu chiến Thánh Hoàng vừa chết, thiên hạ đã đại loạn, ai cũng đều biết chuyện này. Nhưng những ân oán giữa các đầu sỏ với nhau thì cũng không phải mỗi người đều biết được rõ ràng, ngay cả biết thì cũng chỉ mơ hồ một chút, khó mà nói rõ được. Năm đó, đấu chiến Thánh Hoàng đứng trên thiên hạ, vạn tộc cúi đầu, thiên hạ cộng tôn. Nhưng sau khi hắn chết đi, thời đại đã khác biệt, có một số quy tắc tất nhiên cần phải thay đổi. Ngân Nguyệt Thiên Vương bình thân nói. Đáng tiếc, Côn Trụ hắn vẫn chưa chứng đạo thành hoàng, nên muốn lập ra một quy tắc trật tự mới thì còn hơi sớm một chút. Còn không có uy thế và khí độ của người đứng trên thiên hạ, cũng chỉ có thể tự mình ảo tưởng mà thôi. Ánh mắt thần Tàm công chúa sáng lên, phong tư tuyệt đại tao nhã, từng bước tiến lên, khí thế bức người. Tới lúc này rồi, mọi người đều hiểu được, Thiên Hoàng tử vì cái gì mà dám làm như thế? Nhiều năm như vậy trôi qua thì đều nhằm vào con của đấu chiến Thánh Hoàng, không có chút sợ hãi nào, thì ra sau lưng còn có Côn Trụ Đại Thánh làm chỗ dựa. Chuyện này rất đáng sợ, liên quan đến mối hận cũ thời Thái Cổ giữa các nhân vật vô thượng. Thiên Hoàng tử làm như vậy, hơn phần nửa, chính là theo ý của Côn Trụ Đại Thánh để thử một chút, nhìn xem vị thắng Phật tại Tây Mạc kia ngày nay rốt cuộc đã đạt tới cảnh giới nào rồi, sẽ có phần ứng gì.
Từ một ý nghĩa nào đó mà nói, đây căn bản không phải là cuộc đấu giữa các cổ hoàng tử, mà từ đầu đến cuối đều là sự giằng co giữa các đại thánh vô địch, là một cơn gió lốc thử nghiệm thổi qua toàn bộ viên cổ tinh này mà thôi. Nhiều năm như vậy, có trời mới biết côn trụ đại thánh đã đạt tới loại cảnh giới nào rồi, có bước ra một bước kia hay không, chỉ nghĩ thôi mà đã khiến cho người ta phải khiếp sợ. Thật đáng tiếc cho thiên hoàng tử, mặc dù hắn có không nên thân đi nữa, thì cũng có huyết mạch thể chất là đệ nhất thiên hạ. Mặc dù không thể chứng đạo, nhưng thành tựu cũng sẽ là không thể hạn lượng, vậy mà lại chết đi như vậy. Thần Tam công chúa trào phúng nói. Thần Tam công chúa, ngươi nếu biết côn trụ đại thánh còn sống, thì nên có giác ngộ bản thân, trên đời này ngươi còn chưa thể hoành hành được đâu. Một vị tổ vương trong số bát bộ thần tướng nói. À, ánh mắt thần Tam công chúa cũng chưa nháy chút nào, bàn tay ngọc lại chém ra. Một cái tát vang dội liền được đánh lên trên mặt hắn, ngay tại chỗ đánh nát cầm tên này, thân thể vãng ra xa mấy trăm trượng. Khắp dãy núi chìm trong một mảnh tĩnh mịch, không ai dám nói nhiều lời, trong lòng mỗi người đều ngạc nhiên thán phục. Vị thiên kiêu công chúa này quá mức cường thế, bất kể là trước kia hay là hiện tại thì thủy chung chưa thay đổi chút nào. Đây chính là một thế hệ tổ vương A, nói đánh là đánh, hơn nữa là vung tay cho một cái tát vang trời, nếu mà truyền ra ngoài thì còn ai có thể có mặt mũi nào mà sống nữa. Thật là hoang đường như thần thoại vậy. Ngươi, vị tổ vương kia nổi giận, nhưng cũng sinh ra một cảm giác vô lực, thật sự không phải là đối thủ của người ta. Các bạn vừa nghe xong tập 114 của bộ truyện Già Thiên của tác giả Thần Đông tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.